Và chúng con xin vâng. Silena sugatinjanti silena po kasambadai silena liputinjanti tasmai silang so thaye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng như dị giới, được giàu sang cũng như dị giới, được giải thoát nhâm niết bàn cũng như dị giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhân. Sa thu lành thay Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng ba đà phẳng xung và ruột tâm ăn buộc đại vô khá lý tổ đô sơ buộc thâu khá mà tu tăng mà măng Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng thầm mạnh cho được vị thăng và răng thầm mê vô khá lý tổ đô sơ thầm mô khá mà tu tăng mà măng Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khành cho được vị thoát tâm ăn sẵn khê vô khá lý tổ đô sơ sẵn khô khám mặt tù tăng mà măng. Sô thà lạc thô sư kỳ tổ vô rô na hô vô tà sa sa nê a rô vô sư kỳ tổ hôi sa hạ sắc bế nhà tí phê sa thà lạc tham. Sư kỳ tà vô rô na hà vô tà sa sa nê a rô ga sư kỳ tà hôi sa hạ sắc bế nhà tí phê tê an thà lạc tha sư kỳ tà vô rô na hà vô tà sa sa nê a rô ga sư kỳ tà hôi sa hạ sắc bế. Thị nhà tị khuyên cầu xin cho các tiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các tiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyên tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cây liền kiểm sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thấy chúng sanh có an kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành. Nguyện dình tam học như định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sắc, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Akasatha chapumatha đệ vana ga ma he thi ca buôn nhân nô anu mô đan thị kỳ răng đà khanh tu sa sa năng. Akasatha chapumatha đệ vana ga ma he thi ca buôn nhân nô anu mô đan thị kỳ răng đà khanh tu nô ga ru. Akasatha chapumatha đệ vana ga ma he thi ca buôn nhân nô anu mô đan thị kỳ răng đà khanh tu nha tại vô. Akasatha chapumatha đệ vana ga ma he thi ca buôn nhân nô anu mô đan thị kỳ răng đà khanh tu ba ni nô. Akasatha chapumatha đệ vana ga ma he thi ca buôn nhân nô anu mô đan thị kỳ răng đà khanh tu nô sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, ma địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, động vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Tha giá chúng con thành kính bảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính bảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính bảnh lễ tri ân
Ngài Điệu Tâm cùng chư tôn đức đã quan tâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng và phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam Mô Bích Tha Dạ, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam Mô Bích Tha Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ nhiều ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu và giao đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Bữa nay thấy có những dòng kệ vàng vào đạo tràng nhưng mà Nhật Quỳnh thấy trễ giờ nên không có mời quý vị. Dạ, Nam Mô Bích Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Nam Mô Tra, Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddhassa. Tham Ma Đề Sa Na Ya Chana Ga Tha Brahma cha lo ca thì bà ti sa ham bà ti ca tan cha li an thì qua răng a cha cha tha san ti tha sat tap bà ra chap kha cha ti ca để xe tu tham mang anu cam bi mang ba chăng sa tham ma phệ riêng bi na danh cha ca văn suốt tan cha bản thân a phi tham ma chậm mang a cơ ta danh tơ ta tu sat cha đăng đăng bà bỡ tha này dê bà đi xa Ya mát chê Phạm Thiên Phật ngầm mùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hư dư viết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thanh tịnh ngài Liễu Tông từ bi quan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Nam Mô Bích Tha Giá, con kính dân bích đến ngài ạ. Nam Mô Tát Sa Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sám Ma Sám Bồ Tát Sa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Buddhaya. Kính bạch chư tôn này dạ. Kính thưa chư cần sư nam cần sư nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Namo Buddhaya. Dạ, sa thú, chúng con thấy trong đạo tràng đã nghe âm thanh ngày rõ rồi. Dạ, con cũng nghe âm thanh ngày rõ và rất là tốt. Và con cũng hết sức là mừng luôn. Hai ngày nay là con bị ma thoát nó giật con tơi tả luôn. Mà hôm nay, nãy giờ nó chưa có giật. Nên là rất là hoan hỷ. Chúng con được yên ổn để nghe dạy, ngài giải thích những câu hỏi trong đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha Dạ. Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang có sẵn sàng chưa hay là Nguyên Như, vị nào đánh tù tì chưa, vị nào có thể làm thị giả cho ngài và đặt câu hỏi đầu tiên. Alo, alo, Nguyên Trang hay Nguyên Như? Rồi, mời Nguyên Như nha.
Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Như con xin kính đảnh lễ Ngài Lữ Tông, con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, và dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa cô, lâu quá rồi con không có vô đạo tràng, hôm nay con vô lũng chút xíu phước. Dạ, con xin làm thị giả cho Ngài. Hôm nay con không biết đạo tràng có ai xung phong đặt câu hỏi trước hay là không. Con thấy đạo tràng hôm nay mình đông lắm, rất là nhiều vị học hành tinh tấn ở trong room, rất là xa thú. Dạ, Nguyên Trang có câu hỏi rồi. Dạ, mời chị Nguyên Trang nha. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa Ngài, con có một cái thắc mắc ạ. Dạ, thưa Ngài, khi mà mình học trong cái bản Vi Diệu Pháp đó Ngài, thì ngay cái tâm quan sát đó Ngài, thì nó có là tất cả là ba tâm, hai tâm quan sát thọ hỷ, thọ xả, và một tâm quan sát thọ hỷ. Thì khi mà làm việc tục sanh đó Ngài, là 19 tâm, là tâm quả, rồi với tâm quan sát, con có thắc mắc là nhưng mà tại sao không có một cái tâm quan sát thọ hỷ Ngài, nó chỉ có hai tâm quan sát thọ xả thôi Ngài ạ. Dạ, kính thưa Ngài, Ngài có thể chỉ dạy cho con ạ. Dạ, con kính tri ân Ngài rất là nhiều ạ. Dạ, con xin xuống mít, kính dân mít lại cho Ngài ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính và chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Tại vì nó cái phần sự, nó không có làm cái phần sự đó. Trong 11 cái phần sự thì nó không có làm, thì làm sao hỏi có nó hay không có được. Mỗi cái tâm nó phát sanh, nó có những cái điều kiện riêng biệt của nó. Có những cái chúng sanh hay là những cái sát tâm nó phát sanh, nó chỉ có làm có một việc là, ví dụ động tốc là nó chỉ làm đó, làm cái khác cũng được. Có những loại thì nó có tới 2, có những loại tới 3, nhiều nhất là 5 thôi chứ không có hơn 5 được. Thì những cái tâm nào nó có cái nhiệm vụ nó thì nó mới làm thôi, chứ còn nó không có cái vận sự đó thì nó đâu có làm chi. Chứ đâu phải bắt buộc là cái tâm nào, cái tâm tên đó thì nó phải làm cái việc đó đâu, phải không? Ngay cả ba cái tâm đó, đó nó chỉ làm cái việc tục sanh cho các cái cõi dục giới thôi, chứ còn cõi sắc giới nó đâu có làm. Hai cõi vô sắc nó cũng đâu có làm đâu, phải không? Nó tùy theo cái điều kiện, cái giống như con người lúc mình sanh ra thì mình có một số cái điều kiện. Nó do một cái chu kỳ của nghiệp quả. Thành ra mình không thể nói tại sao nó không có làm được. Bởi vì nó không có thể dính vô đó được, thành ra nó không có làm một cái nhiệm vụ đó. Nằm một bên thời giá. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con đã thấy chị Nguyên Trang nhắn lên là con kính tri ân Ngài. Dạ, xa thú chị với câu hỏi. Dạ, Nguyên Như xin mời đạo tràng có thể đặt câu hỏi lên trực tiếp với Ngài, hoặc là có thể đánh lên màn hình, Nguyên Như sẽ đọc cho quý vị ạ. Trong thời gian con chờ đạo tràng đặt câu hỏi, con có một câu hỏi là bạch Ngài, con thấy những cái cuốn sách Vi Diệu Pháp đó, có những cuốn thì nó ghi là quý Ngài kêu là thực tính pháp, có những cuốn là vô tỷ pháp, có những cuốn là Di Diệu Pháp nhập môn. Như vậy là những cái cuốn Vi Diệu Pháp bình thường nó khác cuốn thực tính pháp chỗ nào bạch Ngài? Dạ, thưa Ngài có thể nói rõ ra về những cái cuốn sách đó cho tụi con hiểu. Tụi con thấy cái nào cũng là Vi Diệu Pháp hết mà nó quá nhiều á, thưa Ngài. Con xin dâng mít lại cho Ngài ạ. Nam mô Bồ Tát, gia kính bạch Chư Tôn, kính thưa chị quý vị, thật sự Vi Diệu Pháp là nói chung cho cả tạng, cả cái tạng Vi Diệu Pháp đó, chứ không phải là do một hay là hai quyển sách. Mình có cái cả bộ Tam Tạng đó, nói trắng ra là cả lời dạy Đức Phật nó chia làm ba. Cái bộ thứ nhất là liên hệ tới quý nói giá, tức là lục lệ rồi này kia, giới bổn này kia. Cái thứ hai là liên quan tới các pháp, nghĩa là về chế định thông thường, gọi là sụt thanh tạ, bi tạ cả. Còn cái thứ ba đó là có số 7 bộ, thì trong đó 6 bộ nói trực tiếp về thực tính pháp, và một bộ thì không.
cái bộ mà không có nó trực tiếp thượng pháp, nó có nhưng có gián tiếp chứ không phải là trực tiếp. Đó là bộ Bụt Lá Bành Nhất Tỵ, tức là bộ Nhân Kế Định đó. Thì bây giờ đó, tại sao có ấy là tại vì theo cái người ta dịch từ cái chữ A Phí cộng Bụt Thầm Má, A Phí Thầm Má, thì ngay cái gì Việt Nam họ cũng dịch, có nhiều người dịch khác nhau, có dịch là Vô Tỷ Pháp, có người dịch là nghĩa là Thắng Pháp, có người dịch là Vì Nhiều Pháp, cái đó là tùy, đó là chỉ dành riêng cho cái đó. Còn những cái quyển sách khác thì họ cũng viết vậy thôi. Nên nhớ còn cái chữ mà thực tính pháp đó là cái chi pháp của những cái pháp mà Đức Phật nói ra. Ví dụ như cái bất cứ cái chữ nào trong cái bộ nguyên cả cái hệ thống tâm tạng đó, nó đều có trực tiếp hoặc là gián tiếp cái thực tính pháp. Thực tính pháp đó tiếng Bali gọi là sapha quá, chứ không phải là cái chữ là chế định pháp. Ngay cả mình nói cái chữ là Kusala Thamma cũng là chế định pháp. Nói chế định pháp để chỉ thực tính pháp là gì, là 38 cái tâm đi theo cái tâm sở đó, đi theo tâm thiện, và nghĩa là các tâm thiện liên quan tới cái pháp mà được nói ra là Kusala Thamma hoặc là Akusala Thamma. Thì Akusala Thamma là chế định để chỉ thực tính pháp là gì. Thực tính pháp là 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở đi theo nó, cái đó là thực tính pháp. Thực tính pháp là nói tới chi pháp, nói tới cái pháp mà mình không thể, nó tránh không thể diễn tả bằng ngôn ngữ được. Người ta mới dùng chế định để diễn tả cái đó, mà khi nói tới cái thực tinh pháp thì không có diễn tả được, nhưng mà nó để diễn tả cái từ mà Đức Phật muốn nói ra. Ví dụ như mà Bali đó, thì có Bali có thực tinh pháp 100%, Bali có một nửa thực tinh pháp và một nửa chế định pháp, và Bali nhiều khi có cả hai. Bali, tiếng ngôn ngữ Bali giống như cái đồng xu đó, nó có hai mặt, một mặt để diễn tả cái gì đó, một mặt nữa để diễn tả cái gì đó. Thì hai cái sự diễn tả đó nó mới ra cái chuyện để mình biết một xu nó là như vậy. Thành ra chứ không chơi gì pháp không phải là thực tính pháp, mà không hay là cái gì hay là cái gì khác thì không phải, mà nó là chỉ là chi pháp mà thôi. Thành ra khi nào mình nói tới cái gì mà mình không có diễn tả được chi pháp đó, không tìm ra được chi pháp đó, thì cái lời nói nó có thể là nó không có chính xác, hoặc không phải là lời nói trong cái tạng kinh luật hay là luận mà của Đức Phật dạy. Ví dụ như chữ Bà Tha Quy, nếu mình dịch đất thì cái đó là chế định pháp. Còn nếu mà chữ Bà Tha Quy mà mình dịch là cây xả lô ma nó khả đó, tức là tóc lông móng răng da, thì nó có một nửa thực tính pháp, một nửa chế định pháp. Mà nếu chữ Bà Tha Quy mình dịch là cứng hay mềm đó, thì cái đó là 100% thực tính pháp. Thành ra giữa hai chữ thực tính pháp và diệu pháp là hai chữ khác nhau một trời một vực, chứ nó gần nhau. Anh hiểu, anh nhớ chừng đó. Mà hiểu nghĩa là những cái chữ mà Đức Phật dùng đó thường thường là chế định pháp để diễn tả những cái thực tính pháp. Thành ra thực tính pháp thì nó khác, không phải là diệu pháp không, mà ngay cả tạng luật hay tạng kinh nó vẫn có diệu thực tính pháp như thường, chứ không phải là không. Mình để ý cái đó. Nam Mô Bụt Thầy á. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nguyên Như xin tri ân lời dạy của Ngài. Dạ, con thấy chị Hà có giơ bàn tay xinh đẹp của mình. Xin mời chị Hà nha. Nguyên Như xin xuống mic ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Thông. Dạ, sẵn thì chị Nguyên Như có nói về thực tính pháp, thưa Ngài, vì thiên Ngài cho con hỏi xem cái lợi ích của học thực tính pháp với pháp học và pháp hành sao ạ? Con thì con có cái suy nghĩ riêng mà con không biết có đúng hay không, vậy xin Ngài chỉ cho tụi con biết ạ. Dạ, con xin đức. Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Một cái bài mà thông thường đó mà mình đọc có làm thường thường đọc là chế định pháp. Thì cái chế định pháp có diễn tả dòng dài cách mấy, mình cũng không thể tiến tới cái sự giác ngộ được.
mà mình tiến tới sự ngộ là do nhờ thực tính pháp của đề cập trong cái bài đó mà thôi. Tại sao mà mình đọc chế định pháp nó không có thể đưa tới đạo quả hay là pháp cao thượng được? Bởi vì chế định pháp mình không thấy được thực tính pháp thì mình không thấy về những cái điều cần thiết để đi tới. Thí dụ, bây giờ đó mình dựa theo cái lời giải thích về phương diện mà pháp hành đó, thì cái tệ đầu tiên của thiền minh sát là tệ gì? Là tệ thấy danh sắc. Cái tệ thứ hai là tệ thấy nhân duyên. Tệ thứ ba trở đi là thấy sanh diệt. Từ cái sự sanh diệt của cái thực tính pháp đó, nó mới đưa tới cái vô thường khổ não vô ngã. Mà nếu mình không bắt được danh sắc, không bắt được cái sập hoa quá của nó thì nó không có sanh diệt. Bởi vì chế định pháp thì không có sự sanh diệt, mà thực tính pháp thì nó mới có sự sanh diệt. Mà khi mình không thấy sanh diệt thì mình không làm được gì hết. Thường thường mình không có phân biệt được cái đó nên mình dễ hiểu lầm. Ví dụ nhà Sở Chí mà ngài nói, khi mà ngài Sở Di Bồ Tát hỏi ngài, ngài nói câu rất là ngắn đó. Câu đầu là dê thâm ma hễ tụ bà phá qua đó. Thường thường đó, mình dịch cái đó là các pháp do duyên sanh. Mình dịch cái đó thì mình không đi tới đâu hết á. Thì chữ dê thâm ma đây, nếu mà dịch để hiểu Phật pháp là dịch sao? Dê thâm ma đây là khổ đế. Đó. Khổ đế thì cái duyên mà nó đưa tới khổ đế là gì? Tức là tập đế. Thành ra chữ dê thâm ma nếu mình dịch cho nó giờ mình có thể mình hành mình hiểu được, tức là khổ đế có nhân là tập đế. Chứ mình nói là pháp do duyên sanh rồi mình thấy cái gì, phải không? Mà mình không thấy cái gì thì mình không có đắc, không có được cái gì cả. Bằng chứng là chúng tôi hay là ngay cái ngày trưởng lão chủ trung này nè, nghĩa là tụng cái bài thâm mới chặt cặp của tà đá dồn tà đó, bài chuyển phong linh không biết bao nhiêu lần, không dưới 10,000 lần, mà có thấy gì đâu. Tại vì mình chỉ dính vào chế định pháp mà thôi, chứ mình không thể thấy rõ được chân đế pháp. Nam mô Bích Thầy Giá. Nam mô Bích Thầy Giá. Dạ, con đã thấy chị Hà nhắn lên là con xin kính tri ân ngài hay quá, xa thú. Dạ, Nguyên Như xin kính mời đạo tràng, mọi người có thể đặt câu hỏi. Dạ, em xin mời chị Kim Nhung ạ. Alo, dạ. Alo. Alo, alo, đạo tràng có nghe em nói được không ạ? Dạ, xin cảm ơn. Ngọc Chân cảm ơn Minh Như. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ ân Đức Phật, con kính lễ ân Đức Pháp, con kính lễ ân Đức Tăng, con kính lễ ngài Trí Đức, con kính lễ ngài Hữu Tâm, con kính lễ các cô quý cô tu nữ. Con kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Xin cho con có một câu hỏi là khi con học về cái Paramattha thì đó là thì được biết đó là cái chân đế, cái đó là mình phải có trí tuệ mình mới nhận ra, và cái đó là chủ của chế định, tức là từ chân đế để mình đặt ra chế định. Thì như vậy thì phải có chân đế trước rồi mới có chế định. Thì có khi nào mà từ chế định để mình tìm ra chân đế không? Tức là mình có cái bàn rồi sau đó mình mới phân tích thì mình mới biết trong đó có đất nước lửa gió từ núi từ non, rồi mình sau đó mình mới phân tích ra cái chân đế ở bên trong. Tức là chân tục đế có trước mà chân đế rồi mới tìm, rồi mới gọi tìm chân đế. Thì con có cái câu hỏi như xin ngài giải thích giúp con. Con cảm ơn. Nam mô Bổn Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Giả. Kính thưa chị quý vị, có cả hai vào cái thời và đầu tiên của tái tạo của trái đất này, tiền thân là có chân đế pháp trước, chẳng thể nào có tục đế được. Với chúng sanh mà sinh ra nó gặp nhau nói nhau là thông cảm nhau thôi, chứ chưa có chế định ngôn ngữ.
Nhưng mà bây giờ đó, sau nhiều năm thì mình sanh ra sanh lại, bây giờ mình sanh ra là mình chỉ biết tục đế chứ làm sao biết chân đế. À, dù rằng chân đế nó có đó, nhưng mà mình không biết, bởi vì cái người sanh ra mình, cái gọi cha mẹ cũng đâu biết chân đế báo là gì đâu. Thành ra khi mà họ cho mình uống sữa hoặc là bú đi con, hay là uống đi con, ăn đi con, như là họ nói là thấy học gạo có gì không? Không, đâu có. Cái đó lớn lên rồi mình mới đi học. Mà đi học trong cái thời buổi mà có sự giảng giải của dốc của một đấng toàn giác. Chứ còn nếu mà độc giác thì cũng không có khả năng mà để làm đó. Bởi vì Ngài tự đắc, Ngài không thể nào, Ngài tạo thành những cái hệ thống kinh điển để cho mình học cả. Thì mình học từ đó thì mới, từ đó thì mình mới lựa ra rồi phân biệt cái nào là chân đế, nào tục đế chứ. Rồi mình biết cái nào là thực tính pháp, cái nào là chế định pháp chứ. Mà nếu mình học không đúng mức, không tới nơi chốn, thì cả đời mình học cũng chỉ là lặp đi lặp lại những cái tục đế pháp, mà cái chế định pháp mà thôi. Chứ làm sao mà thấy được chân đế pháp hay thực tính pháp. Mà không thấy thì như thế nào? Chờ tới vị Phật nào ra đời thì mới có cơ hội đi đắc đạo quả. Chứ còn nếu không thì chịu chết. Cái quan trọng là cái chỗ đó. Thành ra nếu mình ráng cố gắng mình học cái đây, thì mình lấy đó thì mình làm cái đó, làm giống như cái nhân duyên để sẵn đó, để khi nào mình gặp lại Đức Phật hay cái vị nào trong tương lai đó, cái sự chứng đắc của mình nó dễ hơn, học ít mà có thể đắc được. Còn nếu mình không học tới lúc đó mà mình xuất hiện thì Phật mình bắt đầu từ đầu thì có thể không đắc, và có thể học rất là khó khăn gian nan mới có thể đắc được. Thành ra cái đó là nó ở chung một chỗ, cái thực tinh pháp gì mà nó ở chung một chỗ cho nó, không ở đâu xa đó. Nhưng mà tùy theo điều kiện để mình dùng cái nào. Mình sống ở đời bây giờ đa số từ sáng tới chiều, từ ngày này sang nọ, từ lúc có hơi thở đầu tiên cho lúc có chấm dứt cái hơi thở cuối cùng đó này. Nghĩa là hầu như là tới 99% là mình dùng chế định pháp để mình liên hệ với nhau. Nhiều khi mình thấy cái đó, mình gọi tên theo cái tên của người ta đặt ra, nó là một thực tính pháp, nhưng mình không thể nhận dạng được. Bởi vì thí dụ có chữ đau thôi đó, thì người ta nhéo mình biết cái trạng thái đó, mình biết chẳng không biết. Nhưng nếu mà mình là người ở xứ đó mà nó đau, người ở xứ đó nó hớt, người ở xứ đó nó chẹp, nó tùm lum, chứ đâu phải là nó giống nhau, hay là nó biểu hiện được cái gì để cho mình nhận nó ra là thật tính pháp và chân đế pháp bây giờ. Thấy không? Thành bây giờ ráng mình học. Mình học để biết những cái loại chế định đó nó có thực tinh pháp. Nhưng mà mình chỉ thấy thật rõ ràng khi nào mình hạ thủ công phu, mình mới thấy thật rõ ràng thôi. Chứ mình không dùng cái tư tưởng mình suy nghĩ để thấy nó, hoặc là tưởng tượng để thấy nó. Tưởng không người lái chẳng bao giờ thấy được cái gì hết. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con đã thấy chị Kim Dung nhắn lên là sa thú bạch ngài. Dạ con thấy anh Chánh Tâm đang giơ tay lên, và em xin mời anh Chánh Tâm ạ. Con xin kính chào Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính lễ Chư Tướng Đức Tăng Ni, và con kính lễ Ngài Liễu Tông ạ. Dạ thưa Ngài, trong khi nếu mà mình thiền Vipassana thì mình thấy thực tính pháp cũng như là đất nước gió lửa, và giống như mình đến cái tệ mà tệ sanh diệt hay là tệ vô thường khổ và vô ngã. Thưa ngài, giữa thực tính pháp và đặc tính của pháp, có phải là nếu mà mình thấy được thực tính thì mình thấy được đặc tướng của nó, có phải là vô thường khổ và vô ngã phải không thưa ngài? Xin ngài giúp trả lời cho con giữa sự khác biệt giữa thực tính và đặc tướng, ngay đặc tính của pháp là gì, xin ngài giúp đỡ cho con ạ. Con xin xuống mic là cảm ơn ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra gì sanh diệt
về cái trạng thái sanh diệt của cái danh sắc đó đó, thì cái người hành giả có thể thấy vô thường, có thể thấy khổ não hoặc là thấy vô ngã, chỉ thấy một trong ba thôi, chứ không thể thấy lần ba cái được. Thấy một trong ba nhưng mà được gọi là được kể là thấy cả ba. Tại sao thấy cả ba? Tại vì nó nằm một chỗ. Xong giải thí dụ mới giải có ba cái lỗ. Nhưng mà khi mình nhìn mình thấy một lỗ chứ không thấy ba lỗ. Nhưng mình nói mình thấy ba lỗ là nói đó là nói theo cái tưởng, cái tạo quán tưởng tượng của mình. Bởi vì mỗi lỗ trình tâm nó chỉ có một đối tượng mà thôi. Thành ra lỗ trình tâm nó có chạch mà một lỗ trình tâm mình thấy ba lỗ thôi, chứ cái người đó thì không biết có phải là người không mà chúng tôi không có rõ. Thấy không? Thành ra, nhưng mà tại sao con người thấy vô thường, thấy con ai gì cả? Nó tùy theo với cái tiền nghiệp của mình đó. Mình học cái kiểu nào, hay là mình gặp những cái bậc mà dạy cho mình cái đó dạy kiểu nào. Thành ra có cái gì cũng thấy danh sắc, thấy danh sắc, sự sanh diệt của danh sắc. Nhưng mà về đặc tính thì cần gì đó có thể là thấy vô thường. Vị đó cũng gì khác mà cũng hành giống hệt như mình mà thấy khổ. Vị khác hành cũng giống hệt như mình nhưng mà thấy vô ngã. Tùy theo cái tiền chuyên nghiệp của mình. Nó ở trong cái chỗ nào. Trong chú giải giải thích có nhiều cách để thấy như vậy lắm. Nhưng mà tùy theo là cái ba la mật mình đã tạo trong tiền kiếp. À. Thành ra mình mới biết là mình thấy chỗ nào lúc đó chỉ có mình. Hoặc là nhiều khi ông thiền sư thứ thiệt mà ông quan sát thấy, nhưng mà mình ông chỉ nào làm sao thấy danh sắc, thấy gia triệt, thấy nhân duyên của danh sắc, rồi cái chuyện vô thường không ngảo, vô ngã là tự mình thấy. Nam mô Bụt Thầy Giác. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ con thấy anh Chánh Tâm đã chát lên là sa thú bạch ngài. Dạ bây giờ Nguyên Như xin kính mời chư vị cho câu hỏi. Dạ em mời chị Kim Nhung ạ. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng các quý cô tu nữ và các anh chị trong đạo tràng. Dạ, sẵn Nguyên Trang đặt câu hỏi về quan tâm quan sát, thì con có một cái câu hỏi giúp nhờ Ngài, con kính thỉnh Ngài giải thích giúp con là tại sao mà không có tâm quan sát quả bất thiện đặc biệt mà chỉ có tâm quan sát quả thiện đặc biệt, tức là mình cái tâm quan sát quả thiện đặc biệt thì con được học cái đó là cái tâm thọ hỷ để tiếp nhận cảnh cực tốt, còn cái quan sát quả bất thiện đặc biệt thì tại sao mình không có để mình tiếp nhận cái cảnh cực xấu. Và còn cái ví dụ thì con cũng chưa rõ về cái ví dụ của cái tâm quan sát quả thiện đặc biệt. Nó cái ví dụ ở trong những hoàn cảnh cụ thể như thế nào, khi mà mình trúng số độc đắc thì như vậy có phải đó là cái quan sát quả thiện thọ hỷ hay không ạ? Dạ, con kính đảnh lễ, con kính thỉnh Ngài trả lời giúp con để con hiểu thêm về cái môn học. Con kính cảm ơn Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giác, kính bạch Địa Tạng Hoàng Giả, kính thưa chư quý vị. Dĩ nhiên thọ hỷ nó dễ, nhưng mà thọ hỷ cái kiểu nào? Ta nhớ thọ hỷ nó nằm ở trong tám tâm tham, thọ hỷ cũng có mà nó nằm trong tâm thiện thọ hỷ cũng có, thì muốn cái nào? Không phải thọ hỷ là tốt, là nhớ chuyện đó. Cái thứ hai đó là tại sao có tâm quan sát thọ hỷ mà cái hai cái tâm, một tâm tự thả người ấy, cái quả của thiện pháp nó vậy đó. Quả thiện pháp lúc mình tạo thiện pháp như thế nào thì cái quả nó là thọ xả, hoặc là cái quả là thọ hỷ, là tùy theo cái cách tạo thiện pháp của mình. Chứ mình không nói tại nó phải như vậy thì không có thể nào nó phải như vậy cả. Có người quan hỷ với cái việc mình làm, nhưng cũng có người thấy cái đối tượng tốt mà không quan hệ cũng có chứ không. Thí dụ như người mà tà ma ngoại đạo thời Đức Phật thấy Ngài Đức Phật mà đi triều bình là họ sân liền, chứ làm sao họ thọ hỷ được. Thành ra nhiều khi mình nhận được đối tượng tốt, tâm mình vẫn thọ sân như thường chứ không thể họ thọ hỷ.
nhớ chuyện đó. Thành ra cái đó là do cá tánh mỗi chúng sanh. Mà khi mà chúng sanh nó thọ ý trong lúc nào, theo cái điều kiện nào, thì khi nó cho quả theo điều kiện đó. Bởi vì cái tâm quan sát thọ ý đó là nó là cái tâm quả. Nhân quả của thiện pháp. Nhưng mà quả của ác pháp, thường thường mình làm ác pháp đó, dù rằng mình có thọ ý đi nữa đó, nhưng mà tới cái lúc cái quả nó vẫn có thể là thọ xả như thường. Bởi vì cái thọ hỷ trong lúc làm ác pháp, trong quan hỷ chuyện đó, nó bị cái tâm sở đi theo, nó là tâm sở vốn vật. Nó làm cho cái cường độ của cái thọ hỷ đó nó không có mạnh được. Anh nhớ chuyện đó. Đó là lý do tại sao mà cái 12 tâm bất thiện đó, chỉ cho quả nhị nhân hoặc là vô nhân thôi, chứ không cho quả tâm nhân được. Dù rằng nó vẫn khi làm, nó làm cái nhìn động tốc vẫn có thọ hỷ như thường. Nhưng mà trong cái những cái tâm thọ hỷ hay nghĩa là có năng lực cỡ nào đi nữa, trong tâm bất thiện cái năng lực đó nó không có hoàn hảo, không được mạnh mẽ. Bởi vì cái tâm sở phóng vật đi theo nó làm cái gì thì cái tâm nó cũng có lúc nó hoang vu hết, chứ không phải là lúc nào cũng tốt cả. Coi lại mấy cái vụ đó thì sẽ thấy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ bạch ngài, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời dạy của ngài, và con đã thấy chị Kim Nhung sa thú ngài rồi. Dạ bây giờ Nguyên Như xin kính mời đạo tràng. Đạo tràng có thể đặt câu hỏi thẳng trực tiếp với ngài, hoặc là đạo tràng có thể chat lên để Nguyên Như đọc lại cho ngài ạ. Sa thú. Dạ trong thời gian chờ đạo tràng đặt câu hỏi, con xin nối tiếp câu hỏi của chị Kim Nhung. Dạ thưa ngài, có thể phân tích cho chúng con sự khác biệt nhau giữa cái tâm sở thọ hỷ và cái tâm sở hỷ. Tại vì cái tâm sở hỷ là nó nằm trong hành uẩn, còn cái thọ hỷ là nó nằm trong cái thọ uẩn. Thì hai cái đó nó có cái gì khác nhau mà để mà người ta chia nó thành hai cái uẩn khác nhau vậy ngài? Và con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy, kính bạch chư tổ mẹ, kính thưa chư quý vị. Tâm thọ hỷ, tâm sở thọ hỷ là tâm sở thọ, còn tâm sở hỷ nó là vi tỷ. Thì cái tâm sở vi tỷ đó, nó ở trong cái hành quẩn, làm sao nó ở trong cái thọ quẩn được. Chừng nào tâm sở thọ nó mới trong thọ quẩn mà thôi. Cái đó phân biệt dễ, thí dụ như bây giờ nó không biết dễ không? Là cái tâm nào mà có thọ hỷ, thường thường cái tâm đó nó có vi tỷ, nhưng mà có những cái tâm mà nó không có năng lực của cái thọ hỷ, nó vẫn có thể có ấy. Thứ nhất là cái tâm thiền. Quý vị nào học tâm thiền biết á, nghĩa là thứ nhất, thứ nhì thì cái thọ nó mạnh, chứ thứ ba đi cái thọ nó yếu rồi, do rằng nó là thọ hỷ nó biết. Tức là quý tất cả quý cha ra bi tỷ su ca e cạch cái ta xây tăng nha. Đó, nó có cái tâm hỷ và thọ hỷ luôn. Thì mình cứ đọc dài dài đó thì mình sẽ thấy. Thành ra nó không hẳn là lúc nào mà nó có cái cặp đó nó đi chung, là khi nào cái đối tượng nó làm cho cái lộ trình tâm đó mất cả. Thì cả bi tỷ với cả tâm sở thọ, nó thọ thì thọ ấy, mà bi tỷ thì nó phát sanh. Mà phát sanh nó nặng nhẹ đó, nó không phải tùy theo thọ hỷ, mà phát sanh nặng nhẹ tùy theo đối tượng. Nếu quý vị học tới cái tâm sở bị đó, nó có tới 5 cái điều kiện khác nhau, nghe là 5 cái cách mà nó bày tỏ đó. Cách thường nhất là nổi da gà, là cách tới gì em sống nó nằm loại đó nào. Thì nó phải nên cái năng lực nó càng mạnh đó, thì cái tâm sở thọ hỷ nó cũng mạnh theo. Mà nhiều khi là những cái đó thì nó mình rất khó nói, ngoại trừ những cái điều kiện mà ở trong thiền đó mình sẽ mới thấy cái thọ hỷ nó với cái tâm sở hỷ, hai cái nó có năng lực khác nhau. Bởi thiền đó là pháp di tế, giúp rồi mình tới đó cái tâm mình nó thanh tịnh, mình nhìn lại cái thường mình sau khi đắc thiền mình quán lại tại sao mình đắc, hay là mình chưa đắc thiền bây giờ mình tới cận định rồi mình có thể mình nhìn lại cái đề vừa qua liền đó, để mình quan sát thử xem tại sao cái thường thường cái thọ hỷ của mình nó cái tâm sở hỷ
tâm sở thể đi cặp với tâm tâm sở hỷ đó. Tại sao có lúc mà không có chảy nước mắt vừa phải thôi, có lúc mà chảy nước mắt có lúc nổi da gà, có lúc đánh tóc gái này nhở, thấy không? Nó là tùy theo cái năng lực của cái pháp phương pháp mà mình đang trải qua và năng lực của cái điều kiện mà để cái tâm sở hỷ đó nó dựa vào đó nó phát sanh. Đó. Mình mới biết được, chứ còn nếu mình nói khởi ngoài thì mình khó diễn tả lắm. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú bạch ngài. Hồi nãy con khi con nghe ngài dạy thì ngài nói là cái chỗ tâm thiền và thì nó có những cái năm cái đặc tính của hỷ khi mà nó phát sinh trong năm tâm thiền. Nhưng mà khi mà cái sở hữu hỷ đó nó nằm trong tâm tham nó cũng có, thì cái lúc mà cái người ăn trộm nó tham, nó ăn cắp đồ thì nó cũng có sở hữu hỷ mà nó cũng là thọ hỷ, thì lúc đó mình phân tích làm sao thưa ngài? Cái đó con nghĩ nó càng rối, là ngài có thể cho thí dụ cái phân tích cái chỗ đó được không bạch ngài? Và con xin giao mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tổ quý vị, dạ, kính thưa chư quý vị, là nhớ ăn trộm đó, cái tâm sở hỷ nó không có nhiều năng lực là tại sao? Anh ngồi đối với tâm tham, anh thấy món đồ đó có anh thấy anh thích, nhưng mà bên cạnh đó có những cái lộ và tâm sân nó phát sinh nhiều chứ năng ít. Bởi mình đi rình rập cái kiểu đó mà nói mình không có tâm sân thì nói chơi được, nói thiệt không có được. Còn năm khi nếu mình làm thiền, tại sao nó mạnh, nó có nhiều cái điều kiện hơn cái thằng bất thiện ở trên? Tại vì cái lúc đó cái tâm nó ở trong đối tượng duy nhất. Nó nhớ đối tượng của thiền, đối tượng duy nhất rồi. Nó đi một rẹt rất là dài. Thành ra như quý vị nào coi trong kinh điển Thượng Đế, nhiều khi mấy cái ông mà ông hành thiền mà ông chưa đắc thiền, tự nhiên người bay được đó. Bay thì không có xa thôi chứ nó bay được. Tại sao? Là cái lúc đó là cái tâm sở vi tiện nó có năng lực ghi cúng lắm. Và những người giống như nhẹ đi rồi đó. Nhưng mà không phải là họ bay được. Theo cái kiểu người có thiền nó khác rồi. Kiểu mà nó vô một cái động lực của cái lộ trình tâm nó làm cho cái cơ thể nó nghĩa là tự động nó không cản được. Thì còn cái trên kia thì không có. Cái trên trong 12 tâm bất thiện thì không có. Dầu rằng thấy món đồ thích lúc đó thích cái tâm tham, nhưng mà cái trạng thái lúc đó thì nó làm cho ông phải nhớ tới cái gì mà ông cũng phải sợ. Ông nhớ là ông đang rình, ông làm hay làm rõ thì ông phải sợ hay sao. Mà khi mà sợ vậy đây vậy đó, thành ra cái tâm sở thọ hỷ trên đó nó chỉ làm như nhiều lắm là rùng mình nổi da gà thôi. Nhưng mà tới cái mức độ mà di tế hơn thì nó không có ai có được. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con xin tri ân lời dạy của ngài. Dạ, một lần nữa Nguyên Như xin kính mời đạo tràng, mọi người có thể giơ tay lên để hỏi thẳng với sư Liễu Tông, hoặc là có thể chat lên màn ảnh thì Nguyên Như sẽ đọc cho quý vị nha. Dạ bạch ngài, dạ con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang vừa mới vào room. Dạ bạch ngài, thời gian Nguyên Như chờ đạo tràng có câu hỏi. Thì con xin hỏi một cái câu nữa về nhân đó bạch ngài. Có những sách á, thì con thấy nó ghi ra là có sáu nhân: tham sân si, vô tham, vô sân, vô si. Rồi có những sách thì lại ghi là có nhân vô ký nữa. Thì cái nhân vô ký này có được mang tên á, là tham vô ký, sân vô ký, si vô ký không bạch ngài? Hay là mình gọi cái tên đó là gì thưa ngài? Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hàng giả, dạ, kính thưa chư quý vị. Nhân có tất cả 9 loại đó. Ba bất thiện, ba thiện và ba vô ký. Thì tất cả đó, 6 cái nghĩa là cái vô ký hay là cái thiện thì nó trừ ba cái tâm sở bất thiện, ba cái nhân bất thiện, nhưng mà thì nó còn 6, thành ra 6 thiện và 6 vô ký cộng với ba có 9, nhân có 9 loại tất cả, tùy theo cái cách mình ấy thôi. Nhưng mà cái nào vậy là mình phải dựa vào cái tâm nào đi theo để mình đoán, mình biết nó là cái gì. Chứ còn nếu không mình nói tại sao vậy, tại sao vậy. Thường thường nếu quý vị học
lên mà duyên hệ đó thì họ phân biệt rất rõ ràng đó. Chứ không phải là ấy còn ở dưới thắng pháp tập yếu luận đó, thì chỉ nói sơ sơ để cho mình hiểu thôi, chứ không có phân biệt nhiều, không phân biệt nhiều cho biết là sẩm và giúp tạ hệ tụ, tức là nhân đồng sanh hay nhân tương ưng đó, thì nó có mấy thì họ kể cho mình nghe vậy thôi, cho nên họ có không phân biệt là cùng một tâm mà tại sao có lúc nó ở chỗ này cái lúc chỗ kia. Ví dụ như tâm vô tham đi, có lúc thì nó ở trong tâm thiện, có lúc nó ở trong tâm vô ký, tức là tâm quả hay là nãy đó, thì họ phải chia chẻ ra. Nhưng mà họ nói chung thì sẩm và vô tạ hệ tụ đó, tức là nhân tương ưng thì nó có chín: ba bất thiện, ba vô ký và ba thiện, ba bất thiện và ba vô ký. Thành ra nó có nhiều cái cách mà nói. Thành ra nói tới nhân đó, thì thường đó, bình thường mình học nhân nó dễ, mình tưởng nó dễ chứ nó không dễ. Rồi lên tới nhân duyên, duyên hệ đó, duyên khởi đó, bà thịt cha sầm một ba đá đó, thì nhân nó tương đối nó khó hơn chút. Nhưng mà lên tới duyên hệ cái nhân nó ghê gớm lắm, nó nhiều chuyện để nói lắm, chứ nó không phải chuyện giống như mình nghĩ. Thành ra tùy theo quý vị học tới đâu thôi. Còn bình thường là tại sao chúng ta học có sáu, tại chúng ta chỉ học sơ khởi thôi, chứ chúng ta không có nghĩa là kể thiện bất thiện gì cũng tính, chứ không tính riêng ở vô ký. Nam mô Bổn Tài Giác. Nam mô Bổn Tài Giác. Dạ, như con xin kính tri ân lời dạy của Ngài. Dạ, con thấy anh Lý đã có bàn tay. Dạ, xin mời anh Lý ạ. Dạ, Nam mô Bổn Đà, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Khà. Dạ, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào tất cả đạo tràng. Dạ, con xin có câu hỏi là, theo được học thì khi một tâm thiện khởi lên, một tâm tịnh hảo khởi lên, tâm bi thì đi cùng với các tâm thiện ấy, nó có 19 sở hữu biến hành. Nó có tính niệm tạm quý vô tham, vô sân và hành xả. Thì cái tâm từ chẳng hạn là chi pháp của tâm từ là vô sân. Thì trạng thái một cái tâm nó có từ tâm nó đang hiện bày, thì làm sao mà cái tâm sở hành xả nó cùng đồng hành được, thưa Ngài? Là vì hành xả là sự quân bình trong cái tâm thức, cái trạng thái tâm nó quân bình, nó không có vọng động, nó không có những cái trạng thái mà cho cảnh phải đối với đối tượng, lấy ví dụ như bi là thấy một cái cảnh chúng sanh đang khổ thì khởi lên tâm bi, thì nó không phải là một cái trạng thái tâm nó bình yên. Thế thì tại sao hành xả nó có thể cùng đi chung được, thưa Ngài? Dạ, con xin dừng câu hỏi, con kính đảnh lễ Ngài. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nên nhớ từ bi hỷ xả đó, bốn cái loại đó đó, mình hành riêng rẽ chứ mình nó không động đi chung. Nhớ chuyện đó. Khi mà cái tâm mà gọi là tâm từ đó, nó có cái đối tượng đó, nó phải là có cái đối tượng loại đó mới gọi là mình đang hành tâm từ. Còn nếu mà nó không có là cái đối tượng đó đó thì không thể nào có tâm từ được đó. Thành ra cái tâm từ đó đó, trong Pali là một trong 10 cái loại tâm mà thuộc địa về xả đó, nghĩa là xả có 10 việc để nói. Thì cái tâm từ đó là tâm sở hành xả, nó gọi là brom bí hạ đá bệ hạ. Cái sự mà nó đứng quan xa quan, nghĩa là nó đứng, nghĩa là do mình nói trung tính đó, thì nó trung tính giữa các loại chúng sanh trong cái điều kiện đó mà thôi, chứ không phải là chúng sanh cần tâm bi hay chúng sanh cần tâm hỷ mà mình đem này chia nhập vô chung với tâm từ, không có được. Nên nhớ là không có được. Nhưng mà nó đứng giữa các loại chúng sanh, là các loại chúng sanh đó thuộc về cái loại chúng sanh mình đang hành cái tâm từ mà thôi.
Bởi vì hành tâm từ nó không có bốn ông loại chúng sanh. Cá nhân mình là một, người mình thương hai, người mình không thương ghét là người mình ghét là bốn. Bốn loại đó là mình đang là đối tượng của tâm từ. Thì khi mình hành tâm từ đó, thành ra cái thằng cha mà mình ghét nó có chung vô đó thì mình cũng bình thản đối với nó, chứ mình không có cái trạng thái nào khác. Thành ra cái chuyện mà đứng chung đứng giữa đó là đứng cái giữa kiểu đó, chứ không phải đứng giữa. Bởi vì bốn cái loại đó, cái từ tâm nó làm việc khác, mà cái bi tâm làm việc khác, cái xả tâm từ bi hỷ xả, hỷ tâm xả tâm nó làm việc khác nhau, nó không làm chơi chung một điều kiện. Khi mà nó đã không làm chung một điều kiện thì mình nói là nó đứng giữa, là nó đứng giữa cùng loại đó mà thôi, chứ không phải đứng giữa các loại khác. Cái loại mà nó đang cần tâm bi mà mình đang hành tâm từ thì nó không liên quan tới mình đó. Mình nhớ vậy đó. Mà khi nó không liên quan tới mình thì mình đâu có cần tính nó vô. Nó nhớ chuyện đó, chứ không phải là lúc nào là cái tâm đó nó cũng đứng giữa tất cả các loại mà loại này loại nọ, thì không phải. Chỉ một loại thuộc về cái loại chúng sinh mà là đối tượng của tâm từ mà thôi. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, con xin tri ân lời dạy của Ngài. Dạ, bạch Ngài, theo cái câu hỏi của anh Lý như vậy á, thì khi mà mình nói từ bi hỷ xả thì mình không có gắn vô bản niêu mà mình nói được, mà cái đó là ở chuyện ở bên ngoài riêng, ở mình dùng cái chế định để mình nói. Nếu mà con dùng cái từ như vậy có thể được không Ngài? Tại vì nếu mà tụi con cứ đem vô trong cái bản niêu á, thì thấy là cái metta là thuộc lại vô sân, còn cái upekkha là hành xả, thì nó hơi rối phải không Ngài? Dạ, con xin dâng mic lại cho Ngài để Ngài giải thích cho tụi con lại ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Mình dùng bản niêu cũng được, nhưng mà nên nhớ cái bản niêu đó là mình viết một cách chung chung, chứ mình không có thể chia được. Ví dụ như bây giờ mình nói vậy đi. Mình nói là mình từ từ mình học trong bản niêu đó, mình học là tâm sở, tâm thiện, đại thiện thứ nhất là có 38 tâm sở đi theo nó. Nói cái đó là nói từ bắt đầu cho từ bắt đầu tạo thiên lập địa cho tới trái đất này nó bị nổ tung. Chứ còn mình nói một tâm đó thì không có tâm, cái tâm nào mà cái tâm thiện nào mà cái tâm sở nó đi nhiều vậy đó. Cái tâm sở mà được cái tâm mà được tâm sở tâm thiện á, mà được tâm sở đi theo nhiều nhất là chỉ có tâm quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả mà thôi, chứ không có cái tâm sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện mà thôi. Nhưng mà nếu mà nó ở hiệp thế thì không bao giờ có tới cái số đó cả. Nghĩa là chắc chắn thì nó chỉ có 33 tâm thôi, 33 tâm sở đi theo nó. Mà nếu cần á, ví dụ mình giữ giới thì mình thêm một cái tâm sở liên quan tới giới nữa là 34 là nhiều. Chứ làm gì mà đâu có làm sao thể 38 được. Thì trong tất cả trường hợp mình nhìn giao chi cái bản niêu đó mình còn phải coi chừng. Bởi vì họ nói một cách tổng quát họ nói hết vậy đó. Nhưng mà mình phải lựa những cái tâm sở nó không thể đi chung với người ta được. Có khi có, khi không. Mà nếu khi nào có, khi nào không, thì khi nào có người tính, mà khi nào không thì phải trừ nó ra. Đó là mình học để cho mình hiểu vậy đó. Thì ngược lại cái trong cái tâm sở đó, nó không có, nghĩa là chi pháp riêng biệt là nó chỉ có cái loại trong tứ vô lượng tâm mà thôi. Tức là Karuna Mudita thôi. Thấy không? Cho nên là có bốn. Đó. Thành ra mình phải để ý mấy cái đó rồi mình nói cho đúng, chứ mình nhìn vô đó rồi mình thấy mình học trong cái tâm sở thứ nhất có 38 tâm đại thiện thứ nhất có 38 tâm sở đi theo nó, là mình cứ nghĩ hoài nó là như vậy, thì coi chừng mình trật vỏ chuối nào nó quay đó. Nam mô Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin tri ân lời dạy của Ngài. Dạ, con xin kính chào thầy Kinh vừa mới vào đạo tràng. Dạ, con xin thỉnh thầy Kinh lên đặt câu hỏi thưa thầy. Thầy mời thầy hâm nóng đạo tràng. Trong thời gian chờ thầy Kinh đặt câu hỏi, dạ bạch Ngài, con xin có một câu hỏi nữa là dạ
Con xin có một câu hỏi nữa là khi mà mình học cái bảng niêu này là ngày thì tất cả những cái vòng tròn đó nó có đầy đủ chưa, hay là có những cái tâm hoặc là những cái tâm sở hoặc nó gom vô nó chưa đủ, cái này là chỉ là một cái bản đề cương thôi chứ nó không phải là toàn bộ hết của những cái di dự pháp mà mình học, thì tụi con phải hiểu cái này làm sao bạch ngài? Dạ con xin chân bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư vị. Nó đúng ra thì nó là nó toàn bộ đó, nhưng mà toàn bộ kiểu maximum chứ nó không có nó không có minimum. Nhớ cái đó đó là nó đi quá cái điều mà những cái tâm sở đó, tâm của tâm sở đó nó có thể có, nghĩa là cái tổng số thì nên đúng, nghĩa là nếu tính hết thì 121 loại tâm, 52 loại tâm sở, rồi tới 28 sắc. Đó là mà với một cái bạn đó là mình nói maximum chứ mình không nói được, bởi vì trong room này không có ma nào có đủ 28 sắc hết đó. Mà nếu mà tính có người nào giống mình nói tôi là có 28 sắc thì thôi chứ ông kinh mà tới giờ giảng mà nói vậy là không bỏ đâu, muốn chạy sớm nói cho biết cái đừng đó. Anh đó nó mất luôn, nhưng mà cái mình học mình phải học những có cái đi chung được, có cái không đi chung nên phải loại trừ, phải loại trừ nó ra. Còn nếu mình nói nó phát sinh cho đúng mức của nó, nghĩa là sắc hay danh hay gì mình tính không có ra đâu đó. Nội mình tính như vậy biết một cái đâu phải là một mình khi nào mình nhận dạng cái đó nó mới có cái lộ trình tâm. Còn thường thường là danh sắc nó sinh diệt rất nhiều, sinh diệt lộn sinh lộn chứ nó đâu phải nó chờ khi nào mình biểu nó mới sinh à. Thành ra nhiều khi nó ngay cái sắc tinh hương vị xúc vậy chứ nó phát sinh là 4-5 cái chứ làm sao mà nó phát sinh một cái được. Nhưng 4-5 cái nào mà rõ nó phù hợp với cái tình trạng của mình lúc đó thì cái thì nó xúc vô cái nào thì cái đó nó phát sinh. Nhưng bên cạnh đó nó có những cái khác nó đi chung, nó cả chùm về đó, chùm sắc vậy chứ đâu phải là một chùm sắc chùm danh vậy chứ đâu phải là một hai cái đó. Nó là nó cái chỗ đó nằm trong cái chừng mấy cái đó. Chứ người ta vẽ thì người ta vẽ đầy đủ không, nhưng mà tóm tắt thôi, ngay cái lộ trình tâm mình có học đi nữa, người ta cũng vẽ tóm tắt chẳng biết là lộ trình tâm nó có cỡ này, nhiều nhất là nó có cỡ này, trung bình thì nó bớt thêm hai tâm cái gì nó cỡ đó thôi, nhưng mà nó không có sanh diệt cái kiểu mà mình học vậy đâu. Bởi vì một cái búng tay vậy thôi, cái tâm sanh diệt 1.000 tỷ lần, 1.000 tỷ lần mình chia cho 17 thì nó được bao nhiêu lộ trình tâm để biết điện gì đâu, phải không? Thành ra mình học cái này, mình học để mình nắm vững cái cơ cấu, cái sinh hoạt của tất cả các loại tâm, tâm sở và sắc thôi. Nhưng mà khi mà vô những cái lớp cao cao đó, thì mình học rồi mình mới phân tách nó, chỗ nào nó đi chung nhau, rồi chỗ nào nó không đi chung được, chỗ nào nó bỏ gì, chỗ nào nó thêm gì đó. Đấy. À, nếu mình nói là ba cái tâm mà thân khẩu ý sở ma qua cha sở ma cam minh tại sở ma chi quá, nó đi chung nhau khi nào mà ở trên cái tâm siêu thế thôi. Chứ còn ở hiệp thế nó không bao giờ đi chung nhau được. Nhưng mà khi người ta vẽ thì vẽ vẫn đủ như thường. Thấy không? Nam mô Bụt Thầy vậy. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con xin kính tri ân lời dạy của ngài. Dạ con thấy chị Nguyên Trang đã có câu hỏi. Dạ xin mời chị ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, dạ con Nguyên Trang. Và dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và dạ, kính chào thầy Kinh vừa đến với đạo tràng ạ. Dạ kính thưa ngài, con có một cái thắc mắc là hôm bữa tụi con có học cái rải tâm từ đó ngài. Thì trong cái rải tâm từ đó nói là thí dụ như mình là người nữ đi thì mình không có được rải cho người cùng phái. Dạ. Rồi nếu mà ví dụ như nếu mà mình có oan trái với người khác phái thì mình phải làm sao ngài? Mình có rải đúng, mình chỉ rải cho người cùng phái thôi, không được rải cho người khác phái. Dạ đúng rồi. Rồi nếu mà mình có oan trái thì phải sao ngài? Mình có được rải không ngài hay là không được rải ngài?
Rồi cái bài rải tâm từ đó là chỉ mình có thể rải không phải là chỉ cho oan trái mà cũng như những người thân của mình cũng rải đúng không ngài? Dạ con kính dâng mít lại cho ngài để ngài chỉ dạy con rõ hơn ạ. Nam mô Bụt Thầy giả kính bạch chư tổ nghe nhà kính thưa chư quý vị, có hai hạnh hai loại người không được rải nếu mà chưa tới cái mức nào đó. Thứ nhất là người khác phái, thứ hai là người đã chết. Người đã chết rồi rải nhầm gì đó, bất cứ người đó là ai. Còn bây giờ đó, những người quan trái hay những người này đó, thì mình phải tới một cái nơi nào đó thì phải nơi nào là như thế nào. Cái nơi đó đó trong Bali gọi là sĩ má sẩm thề thá, tức là mình tới cái giới hạn mà của cái thành quả mà mình đã đạt được về tâm từ đó. Tức là lúc đó mình có thể mình nhìn bất cứ người nào thì người đó cũng đáng thương hết đó. Thì ban đầu thì mình chỉ rải cho mình, cho người thân và người cùng khoái thôi. Rồi thời gian khi nằm cứng lên mình mới rải cho người dân. Khi nào mình rải người dân được rồi mà bắt đầu mình mới nghĩ tới người mà đã quan trái qua này nổi với mình. Nhưng mà khi mình vừa nghĩ tới người đó mà nó nóng rần rần đó, là biết mình chưa tới đó, ngưng đi, làm lại từ đầu. Chứ còn mình tới đó thì lúc đó mình không còn để tâm từ nữa mà để tâm sân kiểu như không ha, thành ra vô đầu thì phải nên cẩn thận. Khi nào nó có đủ năng lực kia đó, có đủ năng lực kia đó ha, hy vọng cô hiểu. Để chúng tôi hiểu nó chút nằm một cái tài á. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ con xin kính tri thay mặt đại của ngài, dạ con thấy chị Minh Trang đã chat lên rồi, con xin kính tri ân ngài, dạ con xin một lần nữa kính mời đạo tràng, những quý vị nào có câu hỏi xin giơ tay lên để hỏi, như thấy rất là có nhiều bạn đạo ở trong mình, mời mẹ, mời Châu. Dạ thầy Kinh ơi, thầy có nghỉ dưỡng đủ cho thầy có thể giơ bàn tay xinh đẹp để hãy cho đạo tràng hâm nóng lại được không thầy? Như xin kính mời thầy Kinh nè. Rồi thầy mang kiến đen rồi, dạ con xin xuống mic, con xin giơ mic lại cho thầy. Dạ nói Mỹ Tây, xin mời Ca Vinh nha. Ca Vinh tiếp tục, Nguyên Như xin nhường mic cho Ca Vinh nè. Dạ con xin lỗi thầy. Dạ con có cái điều. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ ngài và con kính đảnh lễ thầy và quý bạn đạo hữu và quý sư. Dạ con có cái thắc mắc là con vừa mới học vị diệu pháp gần đây và con đang học. Thành ra cái trình độ còn rất yếu. Dạ. Thành ra con có cái vài thắc mắc là cái tâm là cái biết cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp. Vậy cái thắc mắc của con là và cái hiểu của con như thế này là ý pháp có được là tại vì nhờ qua những cái cảnh cũ hoặc là cái cảnh sắc hoặc cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc nó, mình đem vào. Hoặc là nhớ lại cảnh cũ. Cái câu của hỏi của con là nếu chúng sanh nào không có từ ra đời đến chết mà không ngoại cảnh vào, không có đem ngoại cảnh vào như là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, vậy cái tâm của họ có hoạt động được không? Nếu mà họ không có đem ngoại cảnh vào từ nhỏ tới lớn, không có đem ngoại cảnh như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, để cái tâm của họ có
cảnh pháp không? Dạ, câu hỏi đó là câu hỏi của con. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, xin cảm ơn. Nam mô Bố Thà. Dạ, kính bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa quý vị. Thì dùng nhắm mắt tại mù mắt, thì mù tài thì điếc, mũi thì bị hơi sắc thần kinh mũi, nghe là ngọt nghe gì hết, thì nó vẫn còn lộ ý như thường, chứ làm sao mà không được. Nhưng mà cái tâm nó chỉ biết đối tượng chứ nó không làm gì hết á. Còn cái đối tượng nó như thế nào là nó do các tâm sở. Thành ra không thể nào có chúng sanh ngoại trừ cái đó là bức tượng mà thôi, chứ làm sao mà không có cái đối tượng nào vô được. Thì chúng sanh con ma đi nữa thì nó vẫn vô, nó gõ cái lỗ ý như thường, chứ đâu có bộ bất tỉnh luôn à. Không có. Thành ra đừng lo chuyện đó. Sao nó cũng vô nó kiếm chuyện à. Chứ không phải là không vô kiếm chuyện đó. Như là cái nó chỉ biết đối tượng là khi nào có xúc vô xét thần kinh gì đó thì tâm nó chỉ nhận biết cái chỗ đó mà thôi. Nhưng mà các tâm sở đó nó lôi tất cả những công ăn việc làm mồ mả cha con gì của cái nó sắp thấy nó đi vô để cho mình thấy gì sao nó vô được. Cõi trời hợp thì vô sắc thì cũng có cảnh của ý sao không có. Không có cảnh ý chứ. Nếu mà không có cảnh của ý thì làm sao mà họ cõi trời vô sắc thứ nhất, họ hành thiền để lên cõi trời thứ hai, lên cõi trời thứ ba, lên cõi vị tưởng phi vị tưởng được. Nhưng có được thì sao là không được. Còn nếu không thì muốn biết mình muốn kiêm nghiệm nó như thế nào thì ráng hành để lên cõi đó rồi có hay không. Đó. Sinh hoạt hay sao thì bây giờ muốn biết dễ lắm, mình đứng hàng mình lên đó đi rồi sinh hoạt ai biết liền à. Chứ còn bây giờ cái chuyện mình ngồi dưới này mình muốn biết chuyện ở nơi đó thì chịu. Chúng tôi xưa giờ theo như kinh điển thì đã từng đi rồi, nhưng bây giờ nè cũng trả lại đi, trời ơi, vô thường khổ não rồi quên rồi. Bởi vì vô thường đâu nhớ hoài được, nhưng mà nhớ thì đậu xuống đây. Trời ơi, nếu mà còn nhớ được thì đậu xuống đây. Mà xuống đây tức là nó đâu hoài mất rồi. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời dạy của ngài. Dạ, một lần nữa Nguyên Như xin kính mời đạo tràng có thể đặt câu hỏi. Dạ, Nguyên Như mời chị Hạ. Dạ, Nguyên Như chưa có nghe được chị Hà cầm mic. Chị Hà có bị rớt không? Có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Nguyên Như xin nhường mic lại cho chị nha. Dạ, con xin lỗi. Bị tụt mic hồi nào không hay. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý tu nữ. Kính đảnh lễ ngài. Kính chào thầy kinh và đạo tràng. Dạ, con học trong cái bản New thưa ngài, con thấy có cái tâm sở tư đó thưa ngài. Thì con đọc thì con thấy là nói cái tâm sở tư là mấu chốt của tạo nghiệp. Thành ra con muốn xin ngài giải thích rõ thêm chút về cái tâm sở tư đó được không ạ? Dạ, con kính tri ân ngài con xuống. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, một cái tâm sở tư nó cũng không làm gì được đâu. Thấy không? Nó phải do tất cả các tâm và tâm sở cùng phát sanh một lúc với nó. Thì mỗi người nó làm cái nhiệm vụ gì đó. Chứ còn nếu mình nói một cái tâm sở tư không thì, nó cũng giống như một bất cứ tâm sở nào. Khi nó phát sanh chỉ làm cái nhiệm vụ của nó mà thôi. Chứ làm sao mà nó làm được cái khác được. Mà muốn biết nó làm cái gì khác là mình phải dựa vào cả mọi người mà hàng ngàn tỷ cái lộ trình trăm mình mới biết nó như thế nào. Chứ còn bây giờ
Nghĩa là cái tâm xả tư đó, thường dịch là tác ý, chủ ý gì đó. À, thì định nghĩa, nghĩa là pháp kích thích và nhắc nhở tâm với các tâm sở đồng sanh với nó trong nhiệm vụ của mình. Đó. Thì cái tâm, riêng cái tâm sở đó nó chỉ làm cái chuyện đó mà thôi, tức là khuyến khích hay là kích thích và nhắc nhở các tâm khác đó, tâm và tâm sở khác đồng sanh với nó đó trong cái nhiệm vụ của mình. Thì nhiệm vụ gì? Ví dụ như cái tâm chính đó là cái tâm nhận thức để thấy, thì cái tâm sở tư nó chỉ nhắc nhở để làm nhiều thấy mà thôi, chứ đâu có gì khác. À, còn nó muốn làm thành thì nó qua rất nhiều cái loại trình tâm để nó mới thành một việc. Như chúng tôi nói mấy lần rồi đó, mỗi loại trình tâm nó phát sanh, nó chỉ nhận có một cái chấm mà thôi. Nó phát sanh hàng ngàn tỷ cái loại trình tâm này, nó có hàng ngàn cái chấm, thì hàng ngàn cái chấm đó, đó nó bây giờ mới thành cái hình thành cái gì. Nó mới thành cái gì đó để mình biết cái gì, chứ là sao? Còn nếu mà không thì không có làm cái gì đâu, là tâm trở đó, tâm trở nào đi nữa cũng vậy. Chứ nó chỉ làm được cái việc là tùy theo cái điều kiện của những cái tâm sở đi chung với nó, tâm như tâm sở đi chung, tất cả cái đó nó làm từ việc từ gì việc, mà mỗi lần nó lên nó làm phải làm một lần, mà nó chỉ lấy được một chấm thôi, rồi cái chấm đó nó thành cái gì. Ví dụ nó thành cái xe thì mình biết cái đó là cái xe, mà chấm nó là thành con cẩu ở trong nhà thì mình biết nó là con cẩu vậy thôi, chứ còn một cái tâm sở nó không làm được gì đó. Anh nói quý vị học cái nhóm như vậy đó, nhóm này nó sẽ chia ra nhóm đó là nhóm gì dìm chồng nó, chứ đâu phải một cái tâm nó không làm được gì đó. Nam mô Bích Thầy giá. Thầy giá, dạ con xin kính lễ cô Tư Ngữ, tùy duyên vừa mới vào đầu trang. Dạ bạch ngài, con có một câu hỏi của anh Chánh Tâm vừa mới post lên là làm sao một vị hành giả tu để đắc được thiền. Dạ con xin dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bố Thầy giá, kính bạch chư tàu hoàng giả, kính thưa chư quý vị. Một hành giả muốn đắc được thiền, thứ nhất là hành giả tâm tục sinh là tam nhân. Cái thứ hai phải học cái gì? Học để biết rõ cá tánh của mình thích hợp được cái những cái loại tâm, loại thiền nào, nghĩa là đối tượng của thiền nào. Đó. Thiền chỉ nó có 40 đề mục. Thì mỗi hành giả đó có khả năng hành một số đề mục nào đó thôi. Còn nếu mình không có học cho đàng hoàng cho này kêu xong đó, thì không bao giờ mình hành được. Ví dụ, mình là người sợ ma, mà mấy ông rủ mình xuống người quán xác chết rồi này kia, thì dễ đắc, dễ tâm, dễ thanh tịnh lắm. Nên mình nghe rồi mình thấy cũng hay. Mình đi vô nhà xác, mình kiếm xác chết rồi. Mình quán thì quán là mình thấy cái gì? Nào không? Đó. Thành ra mấy cái đó là mấy cái học những liên quan tới cái đó hết chân với không. Còn nếu mình muốn hành thiền minh sát thì cũng vậy, phải là người tạm nhân. Tạm nhân nó liên quan cái đề mục của thiền minh sát. Thành ra cái gì nó cũng phải dựa vào cái đó hết. Nếu mình không có pháp học thì không làm được gì hết đó. Người ta có đủ đi đâu mà mình cảm thấy mình không có đầy đủ những điều kiện để pháp học thì mình đi cũng vô ích thôi. Thành ra nếu trong những trường hợp gì anh cố gắng ở nhà lục lọi hay kiếm những cái gì nào có khả năng để chỉ giải cho mình những cái cách để mình học thế nào để mình có thể có những cái điều kiện về để mình có thể mình làm được thì nó làm. Chứ còn bây giờ mà rất nhiều người đi tới nghe trường thiền nào nổi tiếng hay thiền sư nào nổi tiếng tới xin hành xin độ, thưa quý vị, nghĩa là phần đông đi không về không. Tại sao nói đi không về không? Thứ nhất, nếu mà cái thiền đó, cái trường thiền đó hay là cái gì thiền sư là người ngoại quốc mà mình không có pháp học nữa thì thôi, chứ mình đi gặp để làm gì? Nó không có lợi ích gì hết. Thành ra mình phải học rồi mình hành một số cái điều kiện nào đó thì
mình tịnh pháp thì ông thầy sư đó ông có thể ông còn biết mình làm gì là mình đúng hay sai thì ông mới sửa cho mình chứ. Còn nếu không thì mình chỉ vô rồi mình ngồi ba niệm ba cái gì đó không ai biết đó. Biểu đi đói niệm đói dở đạp niệm dở bước tối ngày cũng chỉ thấy dở bước đạp đá té ngã dùm xùm tôi chứ làm sao đấy, bởi vì mình có pháp học thì không thể nào biết được. Mà tại sao có pháp học rồi mà mình vẫn còn cờ ông thầy? Cái này kinh nghiệm ngoài đời quý vị cũng biết rồi, có nhiều người cầm bản đồ vẫn đi lạc như thường, có bản đồ trong tay vẫn đi lạc như thường. Mình có nghĩ mình có bản đồ là mình không bao giờ đi lạc. Người vậy thấy nhiều người đi năm nào cũng xách bản đồ lội núi này núi nọ, rốt cuộc vẫn chết trên núi như thường, không biết đường ra cũng chết như thường. Nghĩa là có bản đồ trong tay vẫn đi lạc như thường, chứ không phải là mình ấy là mình mà không có cái pháp học thì chắc chắn làm sao mình có thể mình làm được gì đâu, phải không? Trình đóng góp cái này. Ngày sáu tây này là ngày lễ tam hợp. Tại nhà cách hai ngày tình cờ chúng tôi có vô Facebook thấy có cái vị post lên đại lễ Vê Sắc 2020 là thứ nhất Nhật Bản là 8 tháng 4 2020, Nam Hàn Trung Quốc Đài Loan 30 tháng 4 2020, Đông Nam Á và Nam Á 7 tháng 5 2020, gồm có Việt, Thái, Lào, Campuchia, Singapore và Bangladesh gì đó. Còn cái giờ dương nhân về sắc thì 7 tháng 5. Rồi Tibet, Bhutan, Mongolia gì đó 5 tháng 6. Xin thưa với quý vị đó là mỗi nước nó có cái lịch của nó. Nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ nói là trên này post lên vậy là nó không có chính xác. Vì lý do đó, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Sri Lanka là ngày 6 tháng 5. Ngày 6 tháng 5 là lễ Vê Sắc. Lịch của họ là ngày 6 tháng 5 lễ Vê Sắc, chứ không phải là ngày 7 tháng 5 giống như lịch của Việt Nam hay là của Singapore hay là của Bangladesh. Nói đây cho quý vị hiểu. Quý vị ở muốn làm gì thì có thể làm ngày nào cũng được, nhưng mà ngày chính thức theo lịch của Ấn Độ đàng hoàng là ngày 6 tháng 5, ngày Bồ Tát Đản Sanh, Bồ Tát Thành Đạo và Đức Phật Niết Bàn. Xin được đóng góp về Nam Mô Bích Thầy ạ. Nam Mô Bích Thầy dạ. Con xin tri ân bà con thấy anh Chánh Tâm cũng đã chat lời tri ân ngày yên 17. Thương Ngài, tâm mà khiến người ta tái sanh làm người gì tật bẩm sanh là kết quả của tâm nào ạ? Và con xin dâng bích lại cho Ngài ạ. Dạ kính bạch Gia Tông, dạ kính thưa chị Huy, tâm mà là người ta làm gì thật đó là tâm, nó có hai cái tâm đó, hai cái tâm sẵn tì ra ná đó, vì thế không hai tâm sẵn tì ná thọ xả đó. Tâm sẵn đi ná thờ xã đó, thì cái tâm ở trên này cho đi bốn đường ác đạo. Cái tâm mà là quả của thiện pháp đó thì cho sanh làm người lạc vô nhân, mà người là cái người mà cùi đuôi sức nhá đó. Rồi giờ là quả của pháp như thế, nhưng mà cái thiện pháp đó mình làm không có đúng, hay là làm mà cái năng lực nó bị áp gian như được. Trong giải thì nói cái tâm đó nó là quả, quả của bốn tâm thiện, tâm đại thiện ly trí. Tâm đại thiện nó có tám, bốn tâm đại thiện hợp trí và bốn tâm đại thiện ly trí. Thì mỗi khi mình làm gì với tâm đại thiện ly trí mà đại thiện ly trí mà tác ý 3, 2, 4 thời nó không có quân bình, tức là trước khi làm, trong khi làm như thì không có tác ý, sau khi làm, trong khi làm có tác ý, sau khi làm tác ý xấu, hay là sau khi làm thời gian sau tác ý xấu, thì nếu có những cái điều kiện đó đó
thì sanh làm người là vô nhân mà mắt mù tai điếc. Còn nếu mà ta cái ba thời bốn thời đó vẫn tốt, thì bốn cái tâm thiện mà ly trí đó dẫn cho quả là người nhị nhân, cho quả là người nhị nhân. Đó, thành ra quý vị khi mà làm nhớ biết cái tác ý một lâu đấy, chúng ta ví dụ tại sao tác ý không có được quân bình, quý vị đi theo người bạn tới đó để làm gì đó, làm phước. Trước khi đi đó quý vị không có tác ý gì đó, nhân bạn nó rủ đi chùa, vô thấy người ta xếp hàng, người ta làm phước để sửa cái gì của chùa, máy sập, động đất gì cũng sập, thì cũng nhào vô. Nhào vô thấy người ta xếp hàng, mình không xếp hàng thì nhào vô xếp hàng để hùng phước. Hùng xong cái vừa ra khỏi cổng gặp con đó, nó khiều lại, có ông khác, ông bèn kêu lại. Trời ơi, mấy ông sư đây tu hành không ra gì đó, mình làm phước chi kể á. Bây giờ mình làm sao giờ, tiếc tiền. Nó, cái hành động đó đó trước sau vậy nó cho quả của người là cô nhân được mắt mù thay biết, nhớ vậy đó. Làm gì phải quyết định suy nghĩ từ đầu tới đuôi, trước khi làm, đông khi làm, sau khi làm, cố gắng là giữ cái thiện pháp cho nó chắc ăn thì cái quả nó chính xác chút, còn nếu không là cho quả thành cái từ cái người nhị nhân thành người là cô nhân mắt mù thay biết là như vậy. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con đã thấy đạo hữu bình yên chat lên là sa thú, câu giải đáp của ngài rất là chính xác. Dạ một lần nữa Nguyên Như xin kính mời đạo tràng có thể đặt câu hỏi trực tiếp với ngài, và có thể đặt câu hỏi viết câu hỏi lên để Nguyên Như có thể đọc cho chư vị ạ. Dạ con thấy câu hỏi của chị Hà, năm nào cũng 6 tây tháng 5 thưa ngài là lễ tâm hợp phải không? Dạ con xin cho mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tôn ngài, dạ kính thưa chư vị, chỉ có năm nay thôi, năm 2020 là 2020 thôi, mỗi năm nó mỗi khác cho đi tới lui khác nhau chứ đâu có ấy được. Thường rất chờ cái ngày vi sắc hả, tức là đường tháng vi sắc, tháng vi sắc tiếng Bali là quê vi sắc hả, còn tiếng quê sắc là tiếng Tích Lan, tiếng của Thái Lan là quý xá khả, tức là ngày lễ tam hợp, tức là ngày đó đó Đức Bồ Tát đăng sanh, rồi Bồ Tát thành đạo, rồi sau đó thì Đức Phật Niết Bàn. Ở Việt Nam mình nói là Phật đăng sanh, nhưng đó không đúng, Phật không có gì Phật nào mà sanh ra đó, mà Bồ Tát đăng sanh, Bồ Tát thành đạo, Bồ Tát Niết Bàn. Cái trong kinh địa quý vị nếu có rảnh này lật ra để cho biết, người Việt Nam mình theo hệ Bắc truyền thì thường ba ngày đó khác nhau. Vì đấy rồi họ nói ba ngày đó khác nhau, thành ra tháng tư rằm tháng tư đó 12 tháng gì ba ngày khác nhau, nghĩa là không học kinh điển thành ra mới làm tào lao. Trong kinh Bắc truyền có ba ngày đó cũng là một ngày. Quý vị muốn biết, quý vị lật trong kinh A Hàm, bài kinh số 2 của trường A Hàm, bài kinh số 2 của trường A Hàm, bài kinh số 2 của trường A Hàm là tương đương với bài kinh Đại Bát Niết Bàn trong kinh Nam Truyền. Thì trong cái bài kinh đó, đó nói rõ ràng là Bồ Tát đản sanh ngày mùng 8, Bồ Tát thành đạo ngày mùng 8 và Bồ Tát Niết Bàn ngày mùng 8 tháng 2 của Ấn Độ, tức là tháng 4 của Tàu, tức là trước cái ngày của Nguyên Thủy một tuần. Nhưng mà ba ngày đó cũng là một ngày. Bài kinh số 2 của trường Đa Hàm, bài kinh Du Hành, bởi vì vô đọc thấy rõ ràng là trong kinh điển của họ như vậy đó, mà họ vẫn không chịu làm cho trúng. Như nào rảnh nhau đọc để làm bằng chứng bữa nào. Họ có nói sai lên nói đây là tôi đọc trong kinh bài kinh số 2 là đưa bài kinh Du Hành. Chẳng nói là Đức Phật
Bồ Tát Bản Sanh, Bồ Tát Thành Đạo, Đức Phật Niết Bàn vào ngày 8 tháng 2 đương vi sắc đàng hoàng. Không có dùng qua 3 ngày riêng biệt. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con đã thấy chị Hà đã chat lên là dạ kính tri ân ngài Sa Thú. Dạ con thấy có câu hỏi bàn tay xinh đẹp của cô Nhật Quỳnh. Dạ con xin kính mời cô ạ. À. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, mà Hà chờ cho Nhật Quỳnh chút nha. Dạ, Nhật Quỳnh ở xa không chức máy mà nghe câu hỏi của vị nào đó về ngày lễ tâm hợp. Dạ, cho Nhật Quỳnh hỏi. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, bạch ngài. Nhân cái câu hỏi đó, dạ, nhân cái câu hỏi đó thì ngài cho con hỏi, con có một cái thắc mắc là con thấy cái kinh nào cũng để là lời Phật dạy, lời Phật dạy, kinh A Hàm hoặc kinh Mali, có những vị so sánh từ kinh A Hàm, kinh Mali, rồi có những cái rất là nhiều, dạ, phải nói là rất là nhiều sách là nói là lời Phật dạy hết, thì Phật tử chúng con làm sao biết cái kinh nào là lời Phật dạy, bạch ngài, mình đọc như thế nào để mình hiểu đây là lời Phật dạy. Còn kính nhân bích đến ngài, Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư đạo hàng giả, kính thưa chư quý vị. Đức Phật dạy rõ ràng, ha. Nghe điều gì đó không nên tin liền mà không nên bỏ liền. Không dỡ tin mà đừng dỡ bỏ. Hãy đem những cái điều mình nghe người đó nói là của sư phụ tôi, của thầy hay của Đức Phật nói gì đó không cần biết. Đem đổi với kinh y, đem đổi với luật và đem đổi với pháp. Nếu phù hợp với cái luật và phù hợp với pháp thì tin, mà không phù hợp thì bỏ. Thì rõ ràng đó là mình bây giờ cư sĩ Phật tử thì không rành thì hỏi ông sư, nói cái trong bài kinh đó nói vậy đó, ngài thấy sao? Thành ra bây giờ mình thường thường mình không có chịu nghe, mình cũng không thèm đi hỏi mấy ông sư, rồi mình cứ bà đâu tin đó không thông chánh tà là vậy đó. Ngay cái chuyện mà thường thường ở đây cãi rất nhiều. Bữa cơm cuối cùng là bữa cơm đó Đức Phật ăn chay ăn mặn. Bây giờ quý vị muốn biết nè, chúng tôi nói đây rồi quý vị lấy cái chỗ đó để làm bằng chứng mà biết liền. Bữa cơm cuối cùng của Đức Phật là cơm thịt. Tức là ăn mặn à. Quý vị muốn biết từ đâu ra là trong 30 trong Bút Tháo Quang Xạ 38 cái pháp mà của chư Phật nào cũng phải giống vậy, là trong Bút Tháo Quang Xạ rõ ràng bữa cơm cuối cùng của chư Phật chứ không phải của riêng Đức Phật Thích Ca đều là bữa cơm thịt. Thôi rõ ràng là như mai mốt quý vị lật ra chỉ cho họ đọc khỏi cãi vậy đó. Cho tôi ngày cái cãi tại vì mình không y kinh mà cũng không y pháp được. À, nó mới chặt. Nhưng bây giờ ai cũng nói cũng cái súng nhau mà nói tùm lum vậy đó. Để đó, nghe xong để đó. Không có gặp sư nào thì cái gì không biết thì cứ tra Google nó. Thì họ sẽ tìm giúp cho quý vị. Đó. Có câu hỏi là hai tháng tư tính theo tháng nào? Thường thường trong tháng của Ấn Độ đó nó không nhuần tháng khác, nó chỉ nhuần vào tháng bảy hoặc có khi là tháng tám, là tháng bảy tháng tám. Thành ra thường thường cái đó chúng tôi biết rõ ràng tại sao, tại vì lúc ở Thái có những năm là tại sao phải nhập hạ trễ hoặc nhập hạ sớm, tại nó nhuần 2 tháng 7. Chứ nó không có nhận lâu lâu, nhận lần không phải. Nó giống như lịch của Mỹ này nè. 4 năm, nhận một ngày thôi. Đó. Còn của Tàu nó muốn nhận sao, nó nhận nó biết đầu đường đầu mò. Đó. Nó kia nó nhận trúng tháng đó là biết năm đó năm nhận. Thành nó điều ra rất rất dễ. Còn quý vị muốn biết tháng 2 nó trùng vào tháng 4 không thì dễ lắm. Quý vị vô Google đánh đề chữ Hindu calendar thì họ liệt kê cho mình. À, cái này là lịch này tháng mấy, lịch kia tháng mấy gì không chung. Nó có khoảng 11 còn 10,
thế giới này xài khoảng 17 hay tới 10 gì cái loại lịch khác nhau, lịch ví dụ lịch của ông này vậy, đặt công kia vậy đó, thì nó sẽ chia hết lại cho mình coi rất là dễ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con kính chào ngài. Dạ con có câu hỏi về hôn trầm thùy miên. Theo cái sự học của con á, thì hôn trầm thùy miên nó nằm ở trong những tâm có hữu trợ. Vậy có phải là những tâm có hữu trợ, tất cả những tâm có hữu trợ thì hôn trầm thùy miên đều có mặt ở trong hết, hay là con phải nghĩ suy, hay là con phải hiểu như vậy là những hôn trầm và thùy miên có thể có mặt trong những tâm hữu trợ, chứ không phải là những tâm hữu trợ đều phải có hôn trầm và thùy miên. Dạ cảm ơn ngài. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra hai cái tâm sở đó có khi nó đi, có khi nó đi chung với mấy cái tâm nằm ở tâm bất thiện đó, nằm trong bất thiện hữu trợ đó, có khi nó không có đi chung, tùy theo chứ nó không có đi. Mà ở đây thường mình dịch cái nhóm này mình gọi là hôn trầm thị miên và này kim dùm đó. Thật sự ra mình dịch ra là mình không hiểu nó làm cái nhiệm vụ nó là gì, là nó rất là khó hiểu. Thật sự ra tâm sở thị miên và thị ná chê ta sĩ ca là pháp làm giả dợi với dự và hạn chế sự nhận biết, hạn chế tâm đó, trong việc nhận biết đối tượng. Nghĩa là cái thằng cha này nó chỉ làm cho cái tâm nghĩa là giống mà ảo ảo trong việc nhận biết đối tượng mà thôi. Còn tâm sở hôn trầm là mít thá chê tại sĩ cả, là pháp làm giả dự và hạn chế tâm sở trong việc nhận biết đối tượng. Hai cái tâm này đó, một tâm nó làm cho tâm làm cho tâm sở. Khờ khạc cái trong cái việc nhận biết đối tượng. Mình dịch hôn trầm thì mình nghe mà tưởng nó buồn ngủ, chứ không có tâm lúc đó tỉnh tỉnh gì, tưởng không buồn ngủ gì đó. Đó thì cứ hai cái loại này đó có khi có khi không, nó không phải lúc nào nó cũng có, mà khi nó phát sanh thì nó làm cho con người có tình trạng giống như là tỉnh tỉnh mê mê đó. Đó là một trong năm pháp chướng ngại mà nó vậy đó. Nó không có thường trực trong đó, đã có khi có hay không. Nhưng mà cái loại mà hôn trầm thị miên này nè, nhiều khi nó không phải là phiền não. Nó không phải là phiền não, tức là nó không phải là chuyện cái đó, mà nó là cái gì. Thực sự đó, cái thân mình đó, nó có năm loại, gọi là năm loại bệnh, năm loại ca da nút khá tạ thầm ma, mười loại thường trực của cái thân này. Thứ nhất lạnh, thứ hai nóng, thứ ba đói, thứ tư khát, thứ năm là đại tiện, thứ sáu là tiểu tiện, thứ bảy là thức ngủ, thứ tám là già, thứ chín là bệnh, và thứ mười là chết. Đó. Thành cái hôn trầm thị miên là nếu cơ thể mà vài bữa mà hai ba ngày nay mà không ngủ mà cái chuyện gì đó, mà mình buồn ngủ thì mới đi ngủ. Cái này nó không phải là phiền não, mà cũng chẳng có phải là tiền cá gì đó, mà nó xuất hiện ở tất cả mọi loại chúng sinh. Ngay cả bậc A-la-hán vậy, nó ngày gì đâu từ tài xã này ra khác hai ba ngày ngủ, ngày vẫn buồn ngủ thường, thì đó cái đó không phải là hôn trầm thị miên. Đó cái đó là mình nó phân biệt, tại vì nó chỉ làm cái cho tâm với tâm sở không thể nhận dạng cách rõ ràng đối tượng mà thôi. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con thấy bàn tay của chị Hà, xin kính mời chị Hà lên cầm mic ạ. Như xin xuống ạ.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và Thầy Kinh và Đạo Tràng. Dạ, thưa Ngài, con có một người bạn, cô này bị khiển trách bởi một người nói là tại sao theo Phật giáo Nguyên Thủy mà lại có pháp danh. Chỉ có ở bên Bắc Tông thì họ mới có pháp danh. Thì con cũng không có hiểu là tại sao, không biết cái lý do là tại sao này lại có cái ý nghĩa vậy, mà con cũng biết là đúng hay sai. Vậy thì xin Ngài dạy cho tụi con là trong Đạo Phật thời xưa của Đức Phật, Ngài có cho pháp danh cho các tu sĩ hoặc là có cho phát danh cho các cận sự nam nữ không ạ? Dạ, con xin tri ân Ngài, con xuống đất. Nam mô Bố Thầy và kinh Bạch Che Tàu Ngài và kinh thưa cho quý vị. Thật sự ra đó thời Đức Phật, nghĩa là Phật giáo xuất thân xuất hiện ở Ấn Độ đó, không có pháp danh hay mỹ danh gì đó. Nhưng mà khi truyền ra ngoài, tại sao có cái danh từ là pháp danh? Mà cái đó chỉ có nhà sư mới có mà thôi. Tại sao gọi là nhà sư mới có mà Phật tử không có? Bởi vì nhà sư đó muốn thành ông sư đó là phải tuyên ngôn, phải tụng tuyên ngôn bằng tiếng Pali. Mà nếu mà tên mình qua đó, mà tên mình là tiếng Việt thì tụng tuyên ngôn không có được. Thành ra các thầy tế độ mới cho cái tên Pali, gọi là pháp danh đó, tên Pali, để tụng tuyên ngôn để trở thành ông sư. Thì các nước như Ấn Độ hay các nước như Miến Điện hay là ấy đó, thường thường mà khi mà cho được cái danh bằng tiếng Pali thì ta không có xài tiếng cái tên Việt nữa, tên Miến Điện nữa. Thái Lan thì có một số thì cũng theo vậy. Chúng tôi tu ở Thái Lan rồi qua Miến Điện đó, tên chúng tôi trong giấy tờ tên Pali chứ không có ấy gọi pháp danh đó. Không có tên ấy. Còn cần sự nam, cần sự nữ người đời thì không cần có pháp danh, bởi đâu tụng tuyên ngôn gì đâu, không có làm gì đó. Vô là thọ tam quy ngũ giới xong là trở thành cần sự nam nữ, không có cần pháp danh pháp viết gì đó. Cũng chẳng cần mỹ danh hay cũng chẳng cần Úc danh, Canada danh vậy đó. Thọ tam quy ngũ giới xong là thành. Còn sư thường là phải có là để tụng tuyên ngôn để trở thành sư. Chứ ông sư mà không có thì không thể nào tụng được cả. Đó là lý do tại sao mà những cái vị mà nếu theo mấy cái ngày mà hồi xưa, ngày già, ngày lớn thì ngày tôn trọng cái luật đó lắm. Thành ra ngày thường vô tu ngày không có cho pháp danh pháp gì đó. Có lẽ là cô cái gì đó chắc hồi xưa cũng gần mấy ngày lớn nữa, cứ thấy về bây giờ cho thấy lúc nào cũng có pháp danh hay mỹ danh nên nó phiền như vậy. Hồi xưa không có, chỉ có nhà sư mới có thôi. Nam mô Bố Thầy á. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, con đã thấy chị Hà đã chát bên là dạ hiểu, con kính tri ân Ngài Sa Thú. Dạ, nguyên như xin kính mời đạo tràng có thể đặt câu hỏi. Hình như là mình còn có nửa tiếng nữa phải không cô Nhật Quỳnh? Thời gian cũng gần sắp hết rồi. Xin quý vị có thể đặt câu hỏi để mà cải chánh tri kiến cho mình và cho tất cả bà con ở trong room này. Rất là Sa Thú ạ. Và trong khi đợi bà con có câu hỏi, Nguyên Như có một câu hỏi bạch Ngài là khi mà tụi con có những cái giờ trống ở trên room Nguyên Như Kỳ Viên đó Ngài, tụi con có họp nhóm với nhau để mà hỏi pháp lẫn nhau rồi mình chia sẻ với nhau. Như vậy thì có nhiều khi tụi con học có khi đúng, có khi sai. Nếu mà cái khi mà mình hiểu trật á, thì cả đám á, thì la lên, xong rồi cái mới sắp đi hỏi Ngài hoặc là sắp đi hỏi thầy kinh. Như vậy Ngài dạy cho tụi con là trước khi mà tụi con bàn pháp, tụi con sẽ có những cái câu nói gì mà để cho mình tránh được cái sự hiểu lầm là mình đang giảng pháp. Thưa Ngài, dạ xin Ngài chỉ dẫn cho chúng con bạch Ngài. Con xin riêng Ngài ạ. Nam mô Bố Thầy và kính bạch Chư Tôn Ngài và kính thưa chư quý vị. Mình thành lập nhóm để mình học như vậy đó, thì học cái gì đã học thôi, nghĩa là nó đáng là ôn lại đó. Thí dụ như mình học nói ví dụ gì đã học gì pháp đi, đi học hết chương 1 thì hỏi hoặc là bàn thảo gì đó cũng ở trong cái chương 1 đó mà thôi đó. Rồi khi nào đó mình học thêm chương 2 thì mình cũng chỉ hỏi trong cái chương 2 hoặc là ôn từ chương 1 chương 2
ấy thôi. Chứ những cái mình không biết mà nói ra rồi có thể là gây hiểu lầm với nhau rồi cãi nhau cái lộn lốt người người sao còn một hai người sao không còn ai nữa không, cái đó thì không có nên. Bởi vì thật sự ra đó trong Phật pháp Đức Phật cái khó học nhất là vi diệu pháp, bởi số nhiều cái gì nó nhiều nó rất là khoa học thiệt đó, nhưng mà cái gì nó cũng ấy là mình là người sơ cơ hay là xa cơ gì không biết, cái nào được học rồi thì chỉ ôn lại cái đó mà thôi, lên học thuộc lòng từ cái lên lại cái đó thôi đó. Thì cái xứ nào họ cũng làm vậy đó làm vậy để họ thuộc lòng chứ không phải họ làm vậy để họ làm vậy đó. Mình nhớ là Thái Lan Miến Điện là nó học thuộc lòng bằng cách đó, ví dụ như nó học xong xuôi rồi nhưng mà nó không có đọc tiếng Thái giống như quý vị đọc tiếng Việt hay không, thì nó không có đọc Thái. Ví dụ như học cái đó rồi là bắt đầu thì tám tâm tham thì cái người đầu tiên lên sổ manas sa ga tăng đức thị ga tà sẩm mà vô tăng à sẵn khả đi căn thì sổ manas sa ga tăng đức thị ga tà sẩm mà vô tăng à sẵn khả đi căn, đọc như vậy đó, đọc hết cái đó rồi còn cái phần mà tiếng mà dịch ra đó, ví dụ mình nói tiếng Việt hay tiếng Thái đó, là sau ví dụ như trong đó 10 người thì 10 người đọc xong rồi tất cả 10 người đều đọc cái tiếng đã dịch ra để cho mình thuộc mình hiểu luôn. Chứ còn khi đọc Pali là đọc từng người để nó để cho mình dễ kiểm soát, mình dễ biết mình thiếu hụt hay là mình chữ nào nó không có chính xác hay là giả Thái gì đó, thì quý vị nên tập cái đó để tiếng Pali xong xuôi rồi tới tiếng Việt để cho khi nào mình thuộc lòng mà thôi, không có sợ hư sợ gì cả. Còn cái nào mà mình cảm thấy mình không hiểu mình hỏi trong lớp, cái đó không hiểu để đó gặp ông thầy ông giảng hay cái gì rồi nói ông giảng lại cho kỹ để cho mình sau khi mình thông hiểu hết rồi đó, bữa sau mình mới học lại cái đó. Thành ra bây giờ chúng tôi đó, bây giờ nhiều khi thấy chúng tôi lên nhiều khi những cái câu mà khó chúng tôi nói thẳng tiếng Bali luôn rồi vậy đó, hay chi để cho mình nhớ chứ không phải để mình khoe khoang với ai đó. Bởi vì có những câu Bali đó nó gần như trùng trùng nhau đó mà nghĩa nó khác nhau, là quý vị mà quên một cái là quý vị nó bậy hay nhanh lắm. Cái ngôn ngữ Bali nó nguy hiểm ở chỗ đó, nó bậy nhanh lắm. Thành ra quý vị nào để ý, nếu mà để ý mấy ông sư đó ngay cái tụng kinh trong những bài kinh thuộc đó mà lỡ có ông nào dấp một cái là bắt đầu nó loạn quạng cho đó liền, hoặc là tụng lại câu đó mà tụng hay đó, bởi vì nó trật nó đi trở lại một vòng gì đó mà không hay đó. Thành ra nhiều người tụng đã rồi mới biết, không biết tại sao mình qua tới chỗ này nó không biết đường ra đấy chứ không dẫn đâu đó. Nên học tụng tiếng Bali trước. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Và chúng con xin tri ân lời dạy của Ngài. Và một lần nữa Nguyên Như xin kính mời chư vị, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Anh Chánh Tâm, anh Lý, Ca Vinh, Hà, Nguyên Trang, có vị nào còn câu hỏi thắc mắc gì nữa không? Còn nếu mà không đó, thì Nguyên Như sẽ một lần nữa thỉnh Thầy Kinh lên để có thể đặt câu hỏi với Đạo Tràng. Hôm nay Thầy Kinh rất là quiet, Thầy không có nói gì hết Thật Sư. Thầy vô Thầy im ru và ru. Tụi con là hồi nãy giờ là đặt câu hỏi nhiều lắm rồi đó. Tụi con chờ Thầy lên để hỏi Ngài, để cho con cho học hỏi thêm mà Thầy không có chịu giơ tay. Thưa Ngài mới chat cái gì lên mà ở trong room con không có thấy được cái tín hiệu của Ngài. Dạ con xin dâng mic cho Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư Tăng Huyền. Dạ kính thưa quý vị, chúng tôi nói là Quỳnh Kinh đang nhập ngũ thiền. Anh đã thấy bằng tay của Quỳnh Chánh Tâm, mời Quỳnh Chánh Tâm lên là một thầy dạ.
Bích Tha giá, dạ Bích Tánh Chánh Tâm có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, alo, Quỳnh Chánh Tâm ơi. Dạ, Quỳnh mời Quỳnh cầm mic nghe, dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ, dạ con xin kính đến lễ ba ngôi Tam Bảo và con xin kính chào các đến lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và con xin kính lễ Ngài Lễ Tông. À, thưa Ngài Liễu Tông, à, cái từng vừa rồi Ngài nói tu tập, nếu mà muốn tập tu tập thân đau mà tâm không đau thì hãy tu tập quán về sự chết. Vậy con muốn hỏi về cái sự quán về sự chết đó là mình chết là sẽ chắc chắn rồi, cái mạng sống này cũng sẽ không, mình không có thể giữ được và mình chết có thể bất cứ lúc nào, mình quán như vậy. Nhưng thưa Ngài, nếu mình quán sự chết đó thì trước khi theo con hiểu đó, thì quán về sự chết đó, thì mình không có thể được, mình không có đắc định được mà mình chỉ tới cận định thôi. Và thưa Ngài, con có thắc mắc là nếu mình quán chết vậy đó, là mình phải chìm, mình chìm vào trong là mình nghĩ là mình đã chết rồi, phải không thưa Ngài? Xin Ngài chỉ rõ về con cái sự quán về sự chết à. Con xin cảm ơn Ngài, con xin xuống mít à. Nam mô Bố Thầy Giá, kính bạch chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra cái quán về sự chết này nó nằm ở trong Thanh Tịnh Đạo nói rất rõ ràng, chứ làm sao không có được. Không phải là mình quán mình nghĩ chết, nghĩ này nghĩ nọ, không phải đâu. Mình phải nó có cách đàng hoàng, nghĩa là quán như thế nào chứ đâu gãy đâu. Mà thường thường là cái đó mình khó làm, tại vì mình mới quán thì không sao, mà mình quán hồi cái bắt đầu mình sợ chết, và đa số là vậy đó. Thành ra chúng tôi gặp nhiều người như vậy, họ quán thời gian hỏi họ nói họ bỏ rồi, tại vì cái tâm nó không ở trong cái điều mình đang làm, mà nó cứ nghĩ tới cái xác chết của ai đó. Thành ra cái đó nó rất là khó. Thành ra với cái thứ hai nữa đó, giống chúng tôi nói nãy đó, là quý vị muốn học cái gì phải thứ nhất học những cái mà liên quan tới cái cá tánh của mình cái đó. Nhiều khi thì đa số thì mình nói để tập cái đó để cho mình có sự bình tĩnh nó nhanh, nhưng mà phải dễ vậy, bởi vì nếu mà nó không có liên quan tới cái cá tánh của mình đó thì nhiều khi mình làm không có được. Thành ra trong 10 cái pháp niệm đó, thì cái niệm gì thì chết thì thường đa số vị sư nào thì cũng khuyên, nhưng mà thường người ta làm người ta bỏ cuộc nhiều lắm. Chúng tôi thì hồi xưa cũng vậy, và một thời gian sau rồi cái không có làm nữa. Thành ra nói gì sẽ chết thì chết, thì lâu lâu có người hỏi như thế nào thì mình cũng không có nhớ nhiều, nhưng mà để từ từ mình tự tìm cái bản mà tóm tắt thế cái nó ở đâu. Chứ chúng tôi thì có những cái mà mình làm rồi mình cũng ớn thế mộ. Chứ không có dễ. Nói cái nào nói thì nói nó dễ chứ. Nó thường thường thì nó có nhiều cách nào. Cách quán. Ví dụ như mình suy nghĩ tới cái chuyện thứ nhất là có 5 cái điều mà mình không thể tránh được. Thế mình làm nó cho nó dễ đó, nó không thể tránh được. Thứ nhất là tuổi thọ, thứ hai là bệnh tật, thứ ba là thời gian, thứ tư là cái nơi, và thứ năm là cái nơi mà mình sẽ sanh lại khi mà mình chết. Thì mình nói là đời sống đó. Thì mình nghĩ mình không biết sẽ đi lúc nào, tuổi thọ bao nhiêu đó. Ngoài cái lúc chết thì chết kiểu nào, đi đứng nằm ngồi đó. Thứ hai, mình cũng chẳng biết mình bệnh lúc nào, mình lúc mình chết với cái bệnh đó hay không, bệnh đó là bệnh như thế nào. Thứ ba, thời gian, mình không biết mình chết lúc ban ngày, ban đêm. Cái nữa là sẽ thảm thí, tức là nơi chốn, không biết mình chết trong nhà, ngoài đường, hoặc là trong bệnh viện hay là trong khách sạn gì, trong cái năm là cái nơi đi đó, mình
chết rồi thì mình sẽ sanh lên chỗ nào này kia xong. Thì thường thường đó là mình lựa vào những cái chuyện đó đây, mình niệm trước, mình quán trước. Tức là ngày nào mình cũng nghĩ 4-5 chuyện đó, nghĩ cho tới khi nào mình bình tĩnh nha, bắt đầu là mình tìm một vài câu Phật ngôn, ví dụ như gia thả à rô khá văn gì vậy. Nghĩa là đời sống này chỉ có sự chết là cuối cùng. Cũng giống như cái người mà không có bệnh, không có gì nữa thì rồi cũng già sẽ chết, hay là này kia nó không đó. Đó là những cái mà liên quan, trong số cái bài kinh mà liên quan thì chết thì mình phải tìm cách để mình nhớ, mình làm cho tới khi nào mà mình thường thục trong cái quán rồi đó thì nó mới bắt đầu nó có kết quả, thì bắt đầu mới suy nghĩ tới chuyện nó di tế hơn. Nhưng mà cái đó thì mình tập làm chuyện, nhưng mà có tới đâu thì ráng rồi. Ráng trước hết là mình nhìn 4-5 điều hồi nãy chúng tôi vừa trên bài đó là cái căn bản nhất, chứ không phải là mình nghĩ là mình sẽ chết không phải. Căn bản là nó có 4-5 điều kiện đó, mình không biết mình có qua khỏi 4-5 điều kiện này ngày đêm đi đâu này kia xem xanh lên trên xuống ở nhà ở ngoài đường vòng vòng. Đó là những cái mình nên tập, chứ còn không là coi trong thanh tịnh đạo hoặc tìm cái gì nào mà đang hành cái pháp đó thì mình hỏi cái kinh nghiệm người ta nó giúp đỡ tốt hơn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính sư dân lời dạy của ngài ạ. Dạ, nguyên như xin kính mời chư vị, mình còn khoảng có 15 phút nữa thôi, thời gian cũng không còn nhiều. Kỳ Anh có câu hỏi gì đến trên với ngài không? Kỳ Anh giơ tay nghe. Hôm nay Kỳ Anh khoai ịch quá. Dạ, anh Lý, anh còn câu hỏi nào nữa không anh Lý? Hà nữa, Nguyên Như nữa, Nguyên Trang nữa nè. Dạ, cô tu nữ tự duyên, cô có câu hỏi nào hôm nay không thưa cô? Xin mọi người giơ tay để hỏi với ngài. Mình cũng không còn thời gian nhiều nữa ạ. Dạ, trong khi chờ đạo tràng có câu hỏi, Nguyên Như xin có câu hỏi đến với ngài về cái tâm thiện đó bạch ngài. Thì con thấy trong định nghĩa thì ghi là thiện có 5 ý nghĩa là không có bệnh hoạn, là tốt đẹp, là khôn khéo, là chẳng có lỗi, là cho quả vui. Thì khi mà mình gộp được tất cả 5 cái điều kiện này thì mình mới gọi là tâm thiện, hay là cái này là cùng một cái ý thôi mà mình chia ra nhiều nghĩa để mình hiểu thưa ngài? Dạ, con xin dâng bích tài cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư vị. Nó có cái nằm cái chuyện đó thì mỗi lần mình làm thiện thì mình phải quán xét thử thêm. Thì mình biết cái thiện của mình làm nó yếu hay là mạnh chỗ nào. Nghe nó hoàn hảo hay chưa hoàn hảo. Chứ thường thường đó mình làm mấy cái việc thiện đó thường mình làm không có hoàn hảo. Thành ra cái sở dĩ cái tâm thiện mà thầy nó cho quả từ người lạc vô nhân cho tới người nhị nhân cho tới người nhị nhân cho tới người tam nhân là vậy. Thường thường mình làm nó không có thuần thục cho lắm. Thành ra mình dựa vào 5 cái mà cái quả của cái thiện pháp đó, để mình biết khi mình làm gì là mình nhìn vào cái hành động của mình là một, cái thứ hai nhìn vào cái điều kiện mà mình làm để coi nó có thể nó cho quả ở trong cái mức độ nào đó trong 5 cái chuyện mà chú giải đề cập hay không đó. Chứ thường là mình không có cái chỗ mà để mình đi cứ hay chỗ để mình đo lường cái việc làm mình đó, thì nhiều khi mình làm xong cái mình thỏa mãn cái chuyện đó mà mình không có đầy đủ những cái điều kiện đó hay không. Nó ví dụ như bây giờ mình nói tại sao mà mình ví dụ mình bố thí làm lễ với nghi đi, phước báo nó vô lượng mà thường tại sao mình không có được hưởng những cái đó, không hưởng đầy đủ 5 cái chuyện mình cô vừa kể đó, là tại vì nó thiếu, nó khuyết điểm chỗ nào, nó thiếu chỗ nào, thì mình dựa vào đó để mình tập cho cái việc làm của mình về cách tạo thiện pháp mình nó sẽ mỗi ngày nó tiến bộ để cho nó không có bị trục trặc trong cái việc mà nó cho quả gì sao đó. Chứ còn không đó, mình làm nếu không có đúng vậy đó thường là nó cho quả mà cái quả nó có thể nó bị khuyết, thầy thành người tâm nhân cũng thành người nghệ nhân, mà người nghệ nhân là nhiều khi nó cũng không có đúng mức,
mà khi nó không đúng mức nó trở thành người đạt vô nhân cũng chừng vô vậy đó, thành làm dựa vào cái đó để mình đo lường, mình quán xét lại cái việc làm thiện của mình, bất cứ lúc nào mình làm được việc thiện thì mình dùng năm cái đó để mình làm cái việc, làm cái việc là thí, gọi là niệm thí đó. Ví dụ mình dâng cơm cho chư tăng bữa đó, rồi mình dùng năm cái điều kiện mà là cái quả của cái thiện pháp đó, để mình coi cái những cái điều mình làm đó nó có giúp đỡ hay nó có phù hợp với những cái điều đó hay không. Mà nếu nó không có đầy đủ những cái điều mà ra thì biết cái việc làm mình nó vẫn còn khuyết điểm, vẫn còn thiếu sót. Nếu mình tập lần vậy đó thì tới cái lúc mà mình làm cái việc gì nó thành vô trợ hết đó, thì biết lúc đó là cái căn bản mình nó có. Còn nếu mà mình làm vẫn không có không có đầy đủ vậy thì biết cái căn bản mình vẫn còn thiếu sót. Nằm một cái thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con xin kính tri ân lời dạy của ngài. Dạ con xin kính mời đạo tràng. Dạ em xin nhường mic cho chị Nhung ạ. Dạ. Con có thêm một câu hỏi nữa như thế này ạ. Khi mà con học á thì tâm vô nhân là không có sở hữu dục. Thế nhưng mà trong thực tế khi mà mình cố quyết mình muốn nhìn, muốn nghe, muốn ngửi, muốn nếm, muốn đụng thì như vậy có phải là sở hữu dục không ạ? Dạ, con xin có cái thắc mắc như vậy ạ. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa quý vị. Tâm vô nhân nó là tâm quả, khi mình muốn nhân, muốn làm này nọ nó không phải là tâm quả, mình mẫu là tâm thiện hay bất thiện mà thôi. Mình nhớ vậy đó. Mà tâm thiện hay bất thiện đó, thì thường thường đó là mình không phân biệt được nhiều, tại nó nhanh quá. Nhiều khi mình thích hay không thích thì mình mới biết cái tâm đó đấy, dục thuộc loại dục nào. Dục tâm sở dục chánh đá nó khác, mà dục là ca má chánh đá nó khác. Dục tha má dục này kia nó khác nhiều lắm, nên mình phải đo lường để mình biết. Mình biết để mình tránh những hậu quả nó không có tốt khi nào mà nó cho quả, bởi vì khi nào mình làm cái đó mà mình nghĩ rằng cái đó là việc thiện nên làm, nhưng mà thật sự là những ác pháp nó chen vô trong lúc mình làm việc thiện, cái đó thường đa số là chúng ta không có biết. Đa số là chúng ta không có biết. Lý do tại sao chúng ta không biết? Tại vì cái nhân cần của những cái pháp đó mình đã chưa học, hoặc là mình học qua mình quên. Thành ra mình không có thông được cái đó. Mà khi không có thông mà mình làm rồi á, thì mà không thể nào mình sửa chữa được cả. Mình nhớ bất cứ việc gì mà mình làm rồi đó, mình không thể sửa chữa được. Người ta thường nói đó, mình ta nói ngược, mình không có hiểu. Ta nói mình là chủ nhân của cái nghiệp của mình, nói đó là không đúng. Chưa làm thì mình là chủ nhân nó, nhưng mình làm rồi mình là nô lệ nghiệp đó. Tức là nghiệp là chủ nhân của mình thì không phải là nghiệp, bởi vì nó có quyền nó cho quả bất cứ lúc nào, mình tránh không có được. Nếu mình là chủ nhân của nó chưa làm thì mình tránh được. Mà chúng tôi thường khuyên quý vị là vậy đó, trước khi làm phải suy nghĩ, trước khi nói phải suy nghĩ, và trước khi suy nghĩ cũng phải suy nghĩ. Tại vì mình không chịu suy nghĩ mà mình làm rồi đó, mà chưa làm mình là chủ nhân của cái việc làm đó, mình có thể làm hay không làm hoặc sửa đổi gì đó. Nhưng mà khi mình làm rồi, mình là nô lệ của cái việc đó liền, không thể nào sửa chữa được nữa. Đó là những cái việc mà hằng ngày mình đang cố gắng mình tu tập để tạo cái thói quen là khi trước khi mà hạ thủ công phu gì thì đó phải suy nghĩ. Bởi vì mà không suy nghĩ mình là nô lệ nó, nào mình không hay. Mình nói cái lời nói hay, nói với cái tâm từ nói hay đó, thì mình là quả của cái thiện pháp. Còn mình mà nói với tâm sân hận hay là nói với cái những cái tư tưởng mà nó không ấy thì mình là nô lệ cái điều đó liền. Mà khi mà là nô lệ cái điều đó thì chắc chắn cái quả nó không an vui. Dù rằng mình làm cái đó là cái gì thì nữa, quả nó cũng không an vui. Nên là cái đó là phải tập.
tập suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ trước khi nói và suy nghĩ trước khi suy nghĩ. Mà nếu mình không tập rồi, tất cả những cái việc gì mà mình làm hàng ngày đó xấu nhiều hơn tốt. Bởi sao? Bởi con người chúng ta đó đi từ xấu ra chứ không phải đi từ tốt. Nhớ chuyện đó. Mà khi đi từ xấu ra mình cũng chưa nhận dạng được cái đó thì mình tạo xấu tiếp, thì cái sao nó xấu hơn chứ làm sao nó tốt hơn. Ừ. Mà khi chúng ta đi từ xấu ra, bây giờ chúng ta không đáng tạo những cái nghiệp tốt thì chúng ta trở về cái chỗ đó, tức là bốn tòa lâu đài nó đang chờ sẵn. Chúng ta từ đó đi ra thì bây giờ trở lại bốn ngôi nhà cũ. Phải không? Bây giờ cứ nghĩ vậy đi, phải không? Thành ra cố gắng ăn bất cứ việc gì cũng vậy, trong cái chuyện này chỉ nói cố gắng chuyện nào cũng vậy. Bởi vì mình nhớ cái chỗ chúng ta đi ra là từ đó. Mà cái chỗ chúng ta đi trở lại thì nó cũng là đồ cũ. Chúng ta thích xài đồ cũ hơn đồ mới. Không có gì ngạc nhiên cả. Không có gì ngạc nhiên cả. Mình ra cái đó là phải tập. Chứ còn nếu mà mình không tập á, không có đường nào mình thoát ra khỏi được đó. Không có đường nào thoát khỏi được. Có lẽ là mình ở đó là bản chất con người quen là cái mình hay dính mắc. Ở chỗ đó mấy A Tăng Kỳ rồi. Giờ nếu không trở lại đó buồn. Anh đã trở lại tiếp tục. Đó là chuyện rất là không có nên. Nam mô Bụt Tha Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hề Giả Kinh Thư Chư Cần Sinh An Quân Sinh Nữ Trong Đạo Tràng. Tất cả phước báo nào phát sanh do pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mỗi duyên lành để tất cả chư tôn hề giả cùng Cần Sinh An Quân Sinh Nữ Trong Đạo Tràng có cơ hội để chấm dứt các pháp ngũ ngầm ngày tập ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá, Nam mô Đa Tịnh Ất Thật Giá. Quý vị hồi ứng, quý vị âm trầm sau mình nhờ đại đức pháp tràng khu chốc dục một cái thầy ạ. Dạ, sa thú thành thai. Con xin thay mặt đại chúng tông râm, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tâm đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con đến gần với giáo pháp của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay đời này và sự lợi ích mai sau. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo trong buổi học ngày hôm nay đến giới với Ngài, cầu mong phước nhất là Ngài Liễu Tâm, mong rằng phước này trợ duyên với Ngài an vui trong đời sống hạnh hạnh, thân tâm luôn an lạc, tụ đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con không biết đại đức pháp tràng có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đại đức pháp tràng có nghe được âm thanh con không? Dạ, con kính tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh sám hối sau khi chúng ta thính pháp ạ. Dạ, con xin sám hối. Tới giờ cháu cái con té đùng đùng. Uất tà măng ghê na quạnh đê hăng ba đà phạm xâm và ruột tà măng buộc thể dơ ca lý tổ đô sơ buộc thô khả mà tụ tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Của ta mạng ghê nà quạnh đê hăng thẩm manh cho đức quý thăng và răng. Thầm mê dô khá lý tổ đô sô thầm mô khá mà tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý đến pháp tội là sang sang bây giờ khác đi
Nam Mô Phật Thầy giá. À, không biết Thích Dục Quỳnh sám hối xong chưa hả? Tại tôi nghe tiếng tiếng được tiếng mất á, giờ không biết là Thích Dục Quỳnh sám hối xong chưa, giờ sẽ có dục mít của Thích Dục Quỳnh già già xong hả? Tại nghe không có được rõ, có tiếng mất tiếng không à. Giờ thành ra thấy cũng im ra, chúng tôi lên cầm mít. Nam Mô Phật Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Thà giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo Phật, giáo pháp và chư tăng. Chúng con xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đầu tràng, và trân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đại diện chư tôn đức để phúc chúc đến toàn thể chư Phật tử. Nam Mô Phật Thầy giá. Iti tang ba te tang tam mahang kia pa me vasa me chato sa pe po rean ta sang ka pa chan do pan na ra so jata mani chom te ra so jata sa pe te yo ve va chan do sa pa ra ra ve na chato ma te pa va toan ta ra yom so ke de ka yo ko pa va api va dana se le cha ne cha vua ta pa cha ye nom Chataro tamma vatante ayavanno sokang palang te atalata soketam Vralaha potasasane akoka soketa ho he saha sape He nyate pi pavatosa pamangkalang rakantosa badewata sa papotam Nupa ve nasada sati pavantu te pavatu sa pamankalang rakantu sa padevata sa patammam. Nupa ve nasada sati pavantu te pavatu sa pamankalang rakantu sa padevatam. Sa pasangka nupa ve nasada sati pavantu te các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tu kịp thời đến người. Cầu xin những sự si sẽ chân chánh cho được tròn đủ đến người như chân trong ngày rằm. Bằng chẳng vậy cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rõ ràng, là ngọc quý bao hoa có thể làm cho tất cả sự ước ao của người điều được như nguyện. Cầu xin cho các thiện tân được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tân khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia viên. Cả thải tất cả phước bao hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư các sự an là thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Thuộc